Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 286, sát thủ. Thương mai và tiêu thác ở đảo người điên bên kia thật ra không biết trong kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy. Như thương mai suy đoán, bệnh cương thì thật sự từ đảo người điên truyền tới. Thật ra không khó tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Trước đó, mộ dung khanh phái người tới trên đảo, chỉ một mực điều tra về người mà không điều tra động vật trên đảo, cho nên mới không biết nguồn gốc căn bệnh ở đâu, vị thiếu gia lưu ra được đại phu huệ dân tự đón đi được ở một mình một phòng, dùng kỳ binh vây quanh, sau lưng dựa vào núi, có rừng rậm. Sau khi thương mai đi vào, lại phát hiện ra không ít thi thể động vật, có chuột, sói hoang, thỏ hoang, còn có rất nhiều con rơi. Buổi tối đi tới trên đảo đó, tiêu thác bắt một con chuột trúc, định ăn thịt nó. Nhưng khi giết chuột trúc, thương mai phát hiện mắt chuột trúc rất đỏ lại vô cùng linh hoạt, một mực há hốc miệng muốn cắn người hơn nữa trên người nó có mùi thối cô bảo tiêu thác trói con chuột trúc lại và kiểm tra cơ thể của chuột trúc phát hiện có dấu răng vết thương đã thối giữa đây cũng là một bệnh nhân cương thi à căn bệnh chính là bắt nguồn từ đây hai ngày sau công việc duy nhất của thương mai và tiêu thác là đuổi bắt những kẻ mang mầm bệnh theo đánh giá sơ bộ bệnh được truyền từ trên người con rơi qua con rơi cắn chó hoang chó hoang mang theo bệnh lại cắn động vật khác Nơi này là một kho bệnh tuần hoàn, tiến hành vòng đi vòng lại. Audio điện tử võ tấn bền Thương Mai phát hiện con rơi cắn chó hoang, cũng cắn động vật khác, nhưng chó hoang đi cắn động vật khác, động vật khác sẽ phát bệnh, chó hoang lại không bị. Cho nên trong các thi thể nằm giải rác khắp núi chỉ duy nhất không phát hiện ra thi thể của chó hoang. Thậm chí rơi cũng chết nhưng chó hoang lại không chết. Thương Mai và Tiêu Thác lại bắt đầu lân theo chó hoang, phát hiện sau khi chó hoang cắn động vật khác, đều sẽ đi gặp một loại thực vật có răng cưa. Thương Mai cũng chưa từng gặp loại thực vật này. Toàn thân nó xanh biếc, lớn chừng bàn tay nhưng mọc cao bằng chiều cao của một người, thân cây to bằng ngón cái, sau khi cắt ra sẽ có chất lỏng màu đỏ giống như máu chảy ra. Thương Mai nhận biết rất nhiều thảo dược, nhưng cô không biết thực vật này là gì. Cô thử cho chuột trúc ăn loại thực vật này, nhưng sau khi chuột trúc ăn không bao lâu thì chết thực vật này có độc. Nhưng vì sao con chó hoang nào đó lại miễn dịch với độc của loại thực vật này? Thương Mai và Tiêu Thác chỉ đành phải theo dõi con chó hoang. Bọn họ lại phát hiện trước khi nó ăn loại thực vật này, sẽ uống một ít nước suối từ con suối ở sau núi. Chẳng lẽ công thức bí mật nằm trong dòng nước suối này? Để chứng minh điểm này, Thương Mai lại bắt một con thỏ rừng có bệnh cương thi, sau khi cho nó uống nước suối lại cho ăn thêm thảo dược. Thỏ rừng ăn vào khoảng một canh giờ, Bắt đầu yên tĩnh trở lại, không còn giữ tợn muốn cắn người nữa. Tuy mắt nó vẫn đỏ, nhưng mắt thỏ vốn đỏ mà. Đương nhiên, chỉ thử trên thân con thỏ rừng là không đủ. Tiêu Thác biến thân thành máy bắt thú, một buổi tối bắt hơn 10 con mèo hoang, thậm chí còn bắt một con sói, tất cả đều có bệnh. Hơn 10 con mèo hoang và một con sói này đều được cho thuốc theo cách chữa trị con thỏ trước đó, tất cả đều tốt hơn điều này lại có nghĩa là nước suối và thực vật không tên này chính là thuốc giải cho bệnh cương thì để tiện mang về thương mai bắt đầu chế thuốc hai ngày qua tiêu thác phát hiện có người theo dõi nhưng bọn họ chỉ theo dõi chứ không xông tới tiêu thác lại không quan tâm thương mai biết những người này là ai bọn họ đều là người do quý thái phi phái tới khi rời kinh hai người không có cách nào bỏ rơi bọn họ được nhưng thương mai và tiêu thác đều biết bây giờ bọn họ không công kích mà chỉ đang chờ đợi mệnh lệnh. Cho nên hai người đều hết sức cẩn thận, thương mai còn gọt mũi tên và dính nước độc để đối phó với bọn họ. Chế thuốc cần phải phải có bột mì, tiêu thác đi tới phòng bếp của đảo người điên bên kia trộm, lại bị phát hiện, quá trình vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Bảo vệ thả ra một đám người điên đuổi theo bọn họ. Nếu không phải thương mai cái khó ló cái khôn, dùng đoạt phách hoàn chém đổ một cái cây lớn để dọa bọn họ lùi lại, chỉ sợ hai người sẽ bị người điên đuổi được. Nhưng tiêu thác lại biết được tác dụng của đoạt phách hoàn. Từ một ngày đó, tiêu thác vẫn luôn muốn chiếm đoạt phách hoàn làm của riêng. Lại đi trộm ít bột mì đi. Đưa chiếc nhẫn cho ta xem, ta lại đi. Qua lấy ít nước suối. Đưa chiếc nhẫn cho ta xem, ta lại đi. Đi hái ít cỏ độc. Đưa chiếc nhãn, được rồi, ta đi, đừng đánh vào mặt. Ngày thứ năm ở trên đảo, Thương Mai cuối cùng đã chế tạo viên thuốc thành công, dựa vào mặt trời có thể phơi chết người trên đảo, cô có thể nhanh chóng phơi khô viên thuốc. Để xác định tác dụng của viên thuốc, Thương Mai lại thử trên thân động vật bị bệnh, đều thấy có hiệu quả. Lúc này hai người lại bắt đầu lên đường trở về. Chỉ còn hai ngày rưỡi nữa là đến thời kỳ lập trên quân lệnh trạng. Mà vào lúc này, người vẫn luôn theo dõi bọn họ ở trên đảo lại biến mất, dường như kẻ đó nhận được mệnh lệnh, đã rút đi chỉ trong một buổi chiều. Trong lòng bọn họ đầy nghi ngờ, bước lên thuyền, chiếc thuyền rời khỏi bến, hai người lại phát hiện ra điểm không thích hợp. Các thành viên trên thuyền ngoài trừ một người, những người còn lại đều không phải là người trước đó. Thật ra những người này đều do lão phu nhân bỏ ra số tiền lớn mời tới. Sau khi nhóm người của quý thái phi rút lui, sát thủ của lão phu nhân lại chiếm lấy chỗ này. Bọn họ không thể tránh được một trận chém giết. Tiêu thác kéo thương mai ra sau lưng, nói thấy tình hình không ổn, nàng lập tức thả chiếc thuyền nhỏ xuống và rời đi. Thuốc giải đều đặt ở trong một bình muối, là do tiêu thác cầm từ trong phòng bếp của đảo người điên. Ban đầu còn do tiêu thác cầm, nhưng khi tiêu thác cầm kiếm, lại kín đáo đưa bình muối cho thương mai. Trong không khí tràn ngập mùi giết chóc, nhưng không có một ai ra tay trước. Nhân viên trên thuyền có 8 người, tính cả thuyền trưởng nữa là 9. Những người này bước đi mà chân không chạm đất, có thể thấy được bọn họ đều là cao thủ nội gia lần này lão phu nhân đã bỏ cả vốn gốc rồi. Thuyền chạy đến giữa biển, cuối cùng lại nghe được có tiếng động trong chèo do đao kiếm rút ra khỏi vỏ. Thuyền nhỏ ở bên cánh phải, chặt dây thường là nó có thể rơi xuống mặt biển. Tiêu thác khẽ căn dặn thương mai rồi phi thân nhảy lên. Chỉ nghe có tiếng đao thương kiếm kích vang lên, bọn họ giữ một người ở lại khoang lái, tám người khác cùng công kích. Thương mai cởi áo khoác ngoài, buộc bình muối ở trên lưng cô cầm lấy thanh đoản kiếm mà mộ dung khanh tặng cho mình, cũng gia nhập vào cuộc chiến đấu. Nàng không biết phó công, trốn đi, tiêu thác nổi giận gầm lên một tiếng, cố công kích, ép sát thủ kia phải lùi lại từng bước, một tay kéo cổ tay của thương mai, đẩy về phía bên phải. Tiêu thác vừa phân tâm, lại có trường kiếm của một sát thủ bay qua không trung đâm tới. Tiêu thác xoay người, tất nhiên không tránh kịp, vội vàng dơ cao thanh kiếm để chặn lại, miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng cũng bị ép phải lùi lại hai bước thương mai chuyển động đoạt phách hoàn, có dòng điện mạnh phóng ra, đánh chúng sát thủ vừa tập kích tiêu thác. Dòng điện truyền thẳng qua mi tâm của hắn ta, sát thủ kia lập tức ngã xuống đất, lại không thấy dậy nữa. Một chiêu giết người của thương mai đã trấn áp các sát thủ khác. Bọn họ đều chuyển mục tiêu, cho rằng thương mai mới là kẻ địch mạnh. Bọn họ chia ra 5 người đối phó với thương mai, hai người còn lại vẫn mãi chiến đấu với tiêu thác. Ở hiện đại, thương mai học được đều là chiến đấu gần người, căn bản không hiểu loại võ công coi trọng chiêu thức này, cô chỉ dựa vào sự linh hoạt mà tránh được mấy chiêu. Cô điều chỉnh đoạt phách hoàn đến trạng thái độc châm, nhưng thân hình sát thủ lao đi rất nhanh, lúc trái lúc phải khiến cô không có cách nào bắn ra độc châm được. Trong lòng cô chợt nảy ra một kế, cố ý ngã nhào để dụ địch. Khi sát thủ cầm kiếm xông tới, độc châm bay ra. Sát thủ chạy thẳng tới, cho nên độc châm chỉ cần có đủ lực phát lại có thể bắn chúng. Người sát thủ thứ hai ngã xuống một cách hoàn mỹ. Chương 287, lão phu nhân bị cắn. Bên kia Tiêu Thác thấy Thương Mai đã đánh ngã hai người, sát tâm nổi lên, từng chiêu đoạt lấy mạng, lòng hiếu thắng dẫn đến sức bật của hắn ta, so với ngày xưa càng sắc bén hơn vài phần. Hai gã sát thủ bị nhốt, đương nhiên cũng dẫn tới những người khác muốn cứu giúp. Thương Mai lấy được khoảng trống, chạy đến bên phải, xoay người bay ra ngoài, muốn chặt đứt dây cáp của thuyền cứu hộ nhưng hai tên sát thủ đuổi theo, thương mai chỉ còn lại hai chân ôm lấy thân thuyền, cô chém nứt một bên, chiếc thuyền nhỏ treo xuống, chỉ còn lại một bên buộc lại, thương mai nhào tới, bám vào dây cương bên kia, thân mình và chiếc thuyền nhỏ lắc lư bên cạnh thuyền. Tiêu thác cũng thoát khỏi sát thủ, chạy tới, mấy người phía sau đuổi theo, hắn ta ra sức nhảy lên, chém nứt dây cương bên kia, thương mai và thuyền cứu hộ cùng rơi xuống nước. Kỹ năng bơi lội của thương mai rất tốt, sau khi xuống nước lập tức nổi lên, bơi về phía thuyền cứu hộ, leo lên. Cô mở lọ muối ra, kiểm tra viên thuốc, may mắn là gói rất chặt chẽ, bình muối rất kín, không bị ngấm nước. Tiêu thác cũng bỏ lên, hắn ta mở lấy mái chèo bên cạnh chiếc thuyền nhỏ, dùng sức chèo lên, thở hổn hển nói, những sát thủ này. Không biết là ai phái tới, nhưng hiển nhiên không phải nhóm cuối cùng, hạ thương mai, chúng ta chưa chắc có thể sống sót trở về. Thương mai nhìn mặt biển minh mông, chỉ tay về phía trước, Tầm đây lạnh lẽo, bên kia có mấy chiếc thuyền, không, mười mấy chiếc, không, mấy chục chiếc. Tiêu Thác dừng lại, nhìn về phía ngón tay Thương Mai, bên kia có rất nhiều thuyền chạy về phía bọn họ, cười lạnh một tiếng, được, chết thì chết thôi, làm liều thôi. Một mũi tên rất nhanh, từ phía sau bay tới, vèo một tiếng, bắn trúng bình muối, mũi tên mang theo lửa, bình muối bị bắn vỡ sau đó bị đốt cháy. Thương Mai cả giận nói, tâm huyết mấy ngày, uổng phí rồi trốn đi trước khi một loạt tên lửa đến tiêu thác kéo thương mai nhảy xuống biển tên lửa chìm vào trong nước dập tắt hai người không dám nổi lên dùng sức bơi trong nước nhanh chóng trôi lên đổi một hơi tiếp tục chìm xuống biển sóng biển rất lớn đẩy họ đi về phía trước họ cũng không biết mình bơi về hướng nào tên lửa phía sau đuổi theo không bỏ cuối cùng trong một lần ra khỏi mặt nước để thở cánh tay của thương mai bị bắn trúng tay cô mất đi sức lực không thể rạch nước chìm xuống Tiêu thác ở dưới nước kéo cô bơi về phía trước, nước biển phía sau nổi lên một màu đỏ, trong lòng tiêu thác như sốt ruột cái gì đó, sát thủ phía sau vẫn đang đuổi theo, nhưng tất nhiên tên đã dùng hết, bọn họ nhảy xuống nước, bơi đuổi theo. Hai người thở dốc từng hơi, thương mai nhịn đau nói tiêu thác, ngươi không cần lo cho ta, ngươi tự mình chạy trốn, chạy về nói với vương gia, cách điều chế thuốc giải, bảo hắn phái người đến đảo người điên lấy. Cầm miệng, nếu cùng đi, thì phải cùng nhau trở về. Tiêu Thác Thô Thanh nói. Thân thể thương mai hơi châm xuống, không, người đem theo lời của ta, hai người đều phải chết ở đây, như vậy bệnh cương thi sẽ không có cách chữa trị, người trốn đi, buông ta ra, chuyện lớn làm trọng. Tiêu Thác thấy cô ra sức giấy ruộng, tức giận muốn đánh ngất cô, người cầm miệng. Thương mai quay đầu lại, nhìn thấy sát thủ cùng hung cực ác đã gần đuổi tới, mà con thuyền phía trước cũng lập tức đi tới, cô tự biết tính mạng đáng lo, hít hít mũi, có chút muốn khóc, mộ dung khanh, ta nhớ ngươi. Cô nâng tay lên, chuyển động đoạt phách hoàn, phóng thích năng lượng, năng lượng hình thành vòng xoáy, cô dùng hết toàn lực, đá văng tiêu thác, nhanh chóng nói, nói cho mộ Dung Khanh, ta thích hắn. Thân thể cô nhanh chóng bị xoáy nước cuốn xuống, sức mạnh to lớn quấy nhiễu khiến đầu óc cô choáng váng, cô thả lỏng thân thể, mặc cho xoáy nước mang cô đi. Tiêu thác ổn định thân thể thì không thấy cô, sợ tới mức hét to, hạ thương mai, hạ thương meo. Nhưng biển rộng minh mông Đâu còn bóng dáng của hạ thương mai Sát thủ phía sau đuổi theo Tiêu thác không có cách nào quay lại tìm thương mai Chỉ có thể liều mạng bơi về phía trước Chỉ mong có thể sống sót trở về Báo cho vương ra biết bí kíp trị bệnh cương thị Không có thương mai làm ràng buộc Hắn ta bơi rất nhanh Sát thủ phía sau bị hắn ta bỏ lại phía sau Nhưng mà Con thuyền phía trước đã tới gần Hai tay của hắn ta cũng không còn sức lực Hắn ta thấy trên thuyền có người nhảy xuống nước mấy chục người bơi về phía hắn ta. Hắn nghe được những người đó đang giống to, phía sau là sát thủ, mau bắt lấy bọn họ, một số người khác đi tìm hạ đại phu và tiêu thác tướng quân. Lòng tiêu thác buông lỏng, được hai người giữ chặt, hắn ta vươn đầu ra khỏi mặt nước, nắm lấy cổ áo người nọ, nhanh, đi cứu hạ thương mai, nàng ấy chìm xuống rồi. Hơn 10 người như cá lặn xuống đáy nước, ngược lại những sát thủ kia không ai đi bắt. Sát thủ thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn. Trong tướng phủ, lão phu nhân, hạ thương mai và viên thuốc cùng chìm xuống đáy biển, tiêu thác được cứu lên rồi ạ. À. Lão phu nhân nghe người tới bẩm báo, trên mặt lộ ra nụ cười khoái chí, lệnh cho Thúy Ngọc lấy ra ngân phiếu, "Cảm ơn chư vị đại hiệp, đây là khoản cuối cùng kiểm kê một chút." Người tới chỉ một cái, thản nhiên nói, "Lúc này chúng ta đã chết ba người, cho nên lão phu nhân nhìn xem nên cho một ít tiền trợ cấp thích hợp chứ?" Lão phu nhân nhe răng cười một tiếng, nên làm, nên làm. Hạ thương mai đã chết, mất đi viên thuốc, bà ta vui mừng hơn bất cứ thứ gì, tiền tài chính là vật ngoài thân. Bà ta lại lệnh cho Thúy Ngọc Cô Cô mang tới 3.000 lượng ngân phiếu, đưa cho người tới, thay lão thân ân cần thăm hỏi người nhà của người chết, lão thân đau buồn thay bọn họ. Làm cái nghề này tức là liếm máu trên lưỡi đao, không có gì đáng tiếc, có bạc là đủ rồi. Người tới cầm ngân phiếu, mặt không chút thay đổi xoay người đi lão phu nhân đi vào phòng hạ thừa tướng hạ thừa tướng nằm trên giường thấy bà ta đi vào chống nửa người lên khàn giọng hỏi thế nào thành công rồi nữ nhi của ngươi đã chết lão phu nhân nói xong chậm rãi ngồi xuống thở phào một hơi thật dài cuối cùng nàng ta cũng đã chết rồi trong lòng hạ thừa tướng có một loại cảm xúc kỳ lạ nhưng loại cảm xúc này rất nhanh thì biến thành sảng khoái vui vẻ cuối cùng cũng chết rồi thật không thể tin được Nàng ta cuối cùng cũng đã chết. Đáy mắt lão phu nhân hiện lên một tia ác độc, đúng vậy, không quá dễ dàng, nàng ta chỉ có chết, Hạ gia ta mới có đường sống, người đã đến lúc gặp Lương thái phó một lần, nói cho ông ta biết, nếu như còn muốn loạn một chút kinh thành này, ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, đầu tiên, bảo vệ tướng vị của ngươi, tiếp theo, để hộ bộ cấp tiền, trùng tu lại tướng phủ. Lương thái phó tự mình đến tướng phủ, cùng lão phu nhân và Hạ thừa tướng trao đổi một canh giờ. Sau khi hạ thừa tướng đi, lão phu nhân phân phó Thúy Ngọc mang người đến đây, lão thân muốn dặn hắn ta vài câu. Đêm khuya, một ni cô được dẫn vào trong phủ, cô chính là ni cô trong am thạch. Trên người nàng ta khoác áo choàng, che kín đầu và mặt, Thúy Ngọc cô cô dẫn nàng ta đi vào trong phòng lão phu nhân. Sau khi Thúy Ngọc cô cô dẫn nàng ta đi vào, vội lui ra ngoài. Sau khi ni cô đi vào, đứng thẳng tắp, không hành lễ, cũng không nói chuyện. Lão phu nhân nói, chuyện của ngươi làm không tệ, ngày đó tuy rằng bị nhiếp chính vương bắt đi mười mấy người, nhưng lại rời đi phân lớn, đây là thưởng cho ngươi, ngươi đêm nay sau khi trở về, tiếp tục thả người ra, lão thân muốn đại loạn trong kinh này. Nhi cô từng bước đi lên, nàng ta bỗng nhiên hạ xuống áo choàng lộ ra con ngươi đỏ như máu. Lão phu nhân sợ hãi lui một bước, giọng the thế nói, ngươi. Nhi cô nhào tới, thanh âm thê lương quanh quẩn trên bầu trời đêm đen kịt. Trong tòa nhà đối diện tướng phủ, có một người lắng lặng đứng, nghe từng tiếng kêu thảm thiết này. Vương gia, hắn là đắc thủ nghiêm vinh nhẹ giọng nói. chương 288, chống địch bằng kế ly gián. Đêm tối che giấu bi thống nơi đáy mắt mộ dung khanh, quý xuân bên đó, còn chưa có tin tức sao. Vân chưa, người của Tào Bang đã lẻn vào tìm rồi, nhưng đúng như lời bọn họ nói, tìm một người dưới đáy biển. Đồng nghĩa với việc mò kim đáy bể, hơn nữa, Nghiêm Vinh buồn bã, không nói tiếp, người của Tào Bang nói, chết ở trong biển, chưa chắc có thể giữ được hài cốt. Gió đêm đầu thu thổi tan cái nóng bước ban ngày, Mộ Dung Khanh giơ tay áo lên, khuôn mặt ủ rột đi xuống trọng lâu. Truyền chỉ cho hình bộ, nó nhận được mật báo nặc danh, bệnh cương thi bộc phát là có người cố ý gây ra, ý đồ làm loạn kinh đô đại chu ta, để hình bộ bắt tay vào điều tra, chứng cứ nặc danh cáo trạng, ngày mai cùng đưa qua, lại cùng với hình bộ và tiêu thác đến đảo người điên điều tra nguyên nhân sự tình và ủ thuốc vâng cho dù là sống hay chết cho dù là một bộ quần áo của nàng đều mang về cho bản vương rõ thanh âm nghiêm vinh đã có chút nghẹn ngào nói hạ thương mai tìm được bí kíp giải trừ bệnh cương thi nhưng bản thân cô chịu độc thủ sống chết chưa biết mộ dung khanh liên tiếp hạ vài đạo ý chỉ nhưng không có cách nào làm giảm đi chút nỗi đau buồn áy náy dâng lên trong lòng hắn nên tự mình đi lúc đó hắn lựa chọn ở lại kinh thành phá hủy tất cả ổ bệnh nhân cương thi bắt lấy nico tra hỏi nico không biết nhiều chỉ biết có liên quan đến lão phu nhân tướng phủ hắn để nico bị vương du cắn chờ lão phu nhân gọi nếu sau khi lão phu nhân giết thương mai không phát tán bệnh nhân cương thi trắng trợt không truyền nico sẽ không trúng kế bị cắn nhưng bà ta muốn giúp lương thái phó nhiều loạn kinh thành củng cố địa vị hạ gia cho nên mặc dù như bà ta mong muốn giết hạ thương mai cũng không muốn bỏ qua cơ hội lập công cho thái tử và thái phó trước mắt. Thương Mai sống chết chưa rõ, rất nhiều người đều đau lòng khổ sở, nhưng trong lòng mọi người đều có một phần hy vọng, bởi vì từ đâu đến cuối không nhìn thấy thi thể của Thương Mai. Luôn cảm thấy Thương Mai đánh không chết, cô sẽ trở về. Trần Loan Loan đi tìm Tráng Tráng, khóc một trận lớn. Tráng Tráng an ủi nàng ta, nàng ta lại đột nhiên ngẩng đầu nói, "Công chúa, ta cảm thấy ta cũng sắp chết rồi." Tráng tráng mắng, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ai nói ngươi sắp chết? Loan loan lau nước mắt, buồn bã che lấp đáy mắt nàng ta, trong những ngày thương mai và tiêu thác đi đảo người điên, ta rất lo lắng cho tiêu thác, trong lòng nghĩ đến tiêu thác, buổi tối nằm mơ cũng là tiêu thác. Ta nghĩ, nếu Tô Thanh nguyện ý cưới ta, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Ta muốn làm tân nương của tiêu thác nhưng tiêu thác sẽ không cưới ta. Hắn ta không cưới ngươi, ngươi cũng sẽ không chết, không nên tin những lời đó, không có vận mệnh của ai là trước tin tưởng ta tráng tráng nhìn khuôn mặt không biết yêu sầu của trần loan loan trở nên khổ sở như vậy trong lòng cũng không đành lòng một chữ tình hại người không ít nhưng tổ mẫu nói sẽ nếu ta không lập gia đình sẽ chết tổ mẫu ngươi chỉ là hù dọa ngươi hy vọng ngươi nhanh chóng thành thân thôi loan loan không nói gì lời này tổ mẫu từ nhỏ đã nói đã thấm vào cốt vị của nàng ta nàng ta tin bởi vì tố mẫu không bao giờ nói bậy tướng phủ lão phu nhân soi gương phía sau là thúy ngọc cô cô đang run lẩy bẩy nico đã bị loạn côn đánh chết ngay cả óc cũng bị đánh ra chết rất thảm vết thương trên cổ lão phu nhân đã cầm máu nhưng vết thương rất sâu nhìn thấy mà giật mình làm cho người ta kinh hãi nhất không phải là vết thương này mà là một sự thật đó chính là lão phu nhân bị bệnh nhân cương thi cắn bà ta cũng sẽ biến thành bệnh nhân cương thi tay bà ta hơi run rẩy sợ hãi tràn ngập trong lòng, bà ta đã gặp rất nhiều bệnh nhân cương thị, biết rằng sau khi bọn họ phát cuông sẽ chết, nhiều lắm là chịu đựng 10 ngày. Bà ta sắp chết sao? Không, bà ta không thể chết, bà ta không cam lòng. Tại sao ông trời lại đối xử với bà ta như vậy? Hạ thương mai và bình thuốc cùng chìm xuống đáy biển, bà ta bị cắn, ông trời không muốn thấy bà ta sống một ngày tốt đẹp sao? Bà ta sợ chết, so với bất luận kẻ nào đều sợ chết hơn, cho rằng sợ chết, cho nên bà ta phải không ngừng củng cố thế lực của tướng phủ bà ta muốn sống phong quang trở thành người trên người thúy ngọc cô cô run rẩy nói lão phu nhân người kia đến rồi đang ở cửa có phải bây giờ mời vào không ạ nhanh mời vào lão phu nhân nắm chặt tay nói thúy ngọc cô cô bước nhanh ra ngoài mở cửa mời sát thủ kia vào lão phu nhân kéo cổ áo lên che vết thương các người lập tức đi giúp lão thân tìm hạ thương mai trở về không tiếc bất cứ giá nào tên sát thủ kia thản nhiên nói biển rộng mênh mông sợ là tìm không thấy mặc dù tìm được cũng không có khả năng sống sót lão phu nhân vỗ bàn một cái khuôn mặt dữ tợn lão thân mặc kệ cho dù là dốc hết gia tài cũng phải tìm được nàng ta trở về sát thủ cười lạnh một tiếng lão phu nhân nhiệm vụ này chúng ta không nhận ngươi tìm những người khác đi lão phu nhân đứng lên nhìn chằm chằm hắn ta ánh mắt hung ác nói không nên lời các ngươi không phải là muốn nhiều bạc sao nói, muốn bao nhiêu, lão thân có thể cho. Sát thủ khinh bỉ nhìn bà ta một cái, thứ nhất, nhiệm vụ này ngay từ đầu ta không nên nhận, nhưng ta tham tiền cho nên điểm ấy không nói. Thứ hai, thế gian có một số việc, dù cho người tán hết gia tài, cũng chưa chắc có thể như ý. Hắn ta một tay kéo cổ áo lão phu nhân, lộ ra dấu răng rõ ràng, cười lạnh một tiếng, ác giả ác báo, ai nói không phải chứ. Ở trên người lão phu nhân, ta thấy được tội nghiệp của mình nói xong, xoay người rời đi. Cả người lão phu nhân lâm vào kích động cùng phẫn nộ cực lớn, thân thể bà ta run rẩy, vuốt bàn trang điểm, nhìn dấu răng trên cổ mình. Không, lão thân có gì sai chứ? Lão thân vì tướng phủ, lo lắng hết lòng, ta có gì sai? Hạ thừa tướng chậm rãi bước tới, ông ta biết lão phu nhân bị cắn từ miệng Thúy Ngọc, ông ta không để ý đến thương thế. Mẫu thân, ông ta run giọng nói, người thật sự bị cắn sao? Lão phu nhân ngẩng đầu, hung ác nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt kia bao hàm rất nhiều, cuối cùng hóa thành một tiếng rên rỉ, chính do ngươi không chịu thua kém một chút, không lão thân cũng không đến mức như vậy. Hạ thừa tướng ngã ngồi trên ghế, tuyệt vọng nhìn lão phu nhân. Hai mẹ con chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Thúy Ngọc cô cô đứng ở ngoài cửa, không dám tiến vào, thân thể nàng ta còn hơi run rẩy, nhớ tới Nico bị đánh chết kia, quá thảm thiết. Phủ đệ viên ra, dù ma ma mang theo một người bước nhanh vào, nói với Liên Thúy, huyện chúa, Thúy Ngọc đến. Liên Thúy ngữ đặt cái chén trong tay xuống, nói ứng. Bà ta ngẩng đầu nhìn Thúy Ngọc cô cô một cái. Thúy Ngọc cô cô khom người, tham kiến huyện chúa, không biết huyện chúa lần này tìm nô tỳ đến, là có chuyện gì. Bà ta không ngẩng đầu nhìn Liên Thúy ngữ, cũng không có vẻ e ngại, bởi vì sự tồn tại của Liên Thúy ngữ ở tướng phủ gần như là không vừa rồi liên thúy ngữ sai người đi tìm bà ta, bà ta vốn không muốn đến, nhưng sau đó ngẫm lại, ngược lại muốn nhìn xem nữ nhân vừa bị đánh đập này có cái gì muốn nói. Liên thúy ngữ lại cười nói, cô cô, mời ngồi. Thúy ngọc cô 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 còn có vài phân kiêu ngạo, không cần, huyện chúa có lời gì cứ nói đi, nô tỳ còn phải trở về hầu hạ lão phu nhân. Nụ cười trên khóe miệng liên thúy ngữ càng sâu, được, đã như vậy, ta không quanh co lòng vòng nữa, hiện giờ hình bộ bắt đầu điều tra vụ án bệnh cương thi, ta muốn cô cô đến hình bộ bên kia làm chứng, nói tất cả đều là lão phu nhân và hạ thừa tướng gây nên. Thúy Ngọc cô cô gần như cho rằng mình nghe lâm, cười lạnh một tiếng, huyện chúa, người đang nói đùa sao? Hay là người cho rằng nô tỳ chính là loại tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy? Người cũng quá coi trọng nô tỳ rồi. chương 289, Thúy Ngọc làm chứng. Liên Thúy Ngữ đối với bà ta châm chọc cùng khiêu khích và cũng không mấy để ý đến, cánh môi nhẹ dương lên, cô cô an tâm một chút chớ nóng này, ta không phải để ngươi vu hãm lão phu nhân, trong lòng ngươi cũng hiểu, tất cả đều là lão phu nhân cùng hạ thừa tướng bày ra, có phải hay không? Ta chỉ là muốn ngươi nói ra sự thật mà thôi. Thúy Ngọc cô cô châm chọc nói, đầu óc huyện chúa không tốt lắm, xem ra hôm nay không có gì để nói, nô tỳ xin cáo lui. Liên Thúy Ngữ cũng không nóng nảy, chỉ thản nhiên nói được cô cô đi về trước đi đúng rồi lúc rảnh rồi trở về gặp người nhà của ngươi đi thúy ngọc cô cô quay đầu nhìn chằm chằm liên thúy ngữ ngươi đã làm gì bọn họ liên thúy ngữ xua tay ta vẫn chưa đến mức sẽ xuống tay với một số người vô tội cô cô hỏi lời này xem ra đã lâu không trở về chẳng lẽ không biết người nhà của ngươi đều bị bệnh nhân cương thi cắn sao lúc huynh trưởng của cô cô bị phát hiện vừa vặn là lúc tuân phòng bắt bệnh nhân cương thi Lương Thái Phó cũng chỉ huy ở đấy, ông ta hạ lệnh đánh chết huynh trưởng của ngươi. Thúy Ngọc cô cô cả giận nói, ngươi nói bậy. Có phải là nói bậy hay không, cô cô cứ việc trở về xem là được. Đêm đó bệnh nhân cương thi làm loạn, cắn hơn một ngàn người ở phố Nguyên Sương. Người nhà của ngươi, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả những điều này là ai làm, cô cô trong lòng biết rõ. Lão phu nhân biết người nhà của ngươi đều ở phố Nguyên Sương, nhưng trước khi hành động không nói cho ngươi biết, để ngươi sớm sơ tán người nhà, bởi vì bà ta sợ để lộ tin tức. Ta không tin, ta không tin, ngươi đừng hòng ly gián ta và lão phu nhân. Cô cô Thúy Ngọc lớn tiếng nói, nhưng đôi mắt đã đỏ lên, thân thể khế run. Liên Thúy ngữ giơ tay, dù ma ma cầm một phần danh sách đến, đây là danh sách người bị cắn đêm đó, ngươi nhìn kỹ xem, có người nhà của ngươi không? Đây là danh sách vương gia đưa tới, sẽ không sai đâu. Thúy Ngọc cô cô một tay đoạt lấy, mở danh sách ra tay run run gần như lật không ra trang khi nhìn thấy tên người nhà mình cả người bà ta hóa đá danh sách từ trong tay rơi xuống từng giọt nước mắt rơi xuống bà ta ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc lớn bà ta cả đời cũng chưa thành thân đi theo lão phu nhân cũng không phải muốn mình trải qua cuộc sống vinh hoa phú quý gì bà ta và lam ngọc không giống nhau tất cả những gì bà ta làm đều là vì người nhà liên thúy ngữ đứng dậy nhẹ nhàng đỡ bà ta dậy lời nói thấm thía cô cô nén bi thương huynh trưởng của ngươi đã đi rồi nhưng cháu trai và cháu gái của ngươi vẫn còn ở đấy bọn họ đã bị cắn bây giờ bị đưa đến khu dịch bệnh bên kia ngươi đi xem một chút đi ta đã sắp xếp rồi khu dịch bệnh bên kia sẽ cho ngươi đi vào nói xong ra hiệu cho du ma ma mang bà ta ra ngoài thúy ngọc cô cô hai chân gặp lại quỳ xuống bà ta không biết có tin hay không nhưng không dám mạo hiểm đắc tội với liên thúy ngữ giọng mũi nặng nề hỏi huyện chúa, người nhất định có biện pháp chữa bệnh cho cương thi đúng không? Đại tiểu thư còn chưa chết, có phải hay không? Liên Thúy ngữ đỡ chán, nhẹ nhàng thở dài, dường đôi mắt đau thương lên nói, Thúy Ngọc, bây giờ thương mai sống chết chưa rõ, ta hy vọng con bé còn sống hơn bất cứ ai khác. Thúy Ngọc cô cô nhớ tới lời sát thủ nói, sống sót trong biển rộng mênh mông là rất khó. Bà ta tuyệt vọng khóc lên. Đứng lên đi, huynh trưởng ngươi ở trên trời nhìn thấy, hắn ta chết rất không cam lòng hắn ta bị loạn côn đánh chết ngươi có thể tưởng tượng loại thảm thiết này liên thúy nói thúy ngọc cô cô nhớ tới cái chết thảm của nico lòng nàng ta lạnh thấu cả người run lên ta đồng ý ta đồng ý đi hình bộ làm chứng chỉ câu huyện chúa hết sức tìm về đại tiểu thư cứu người nhà của ta thúy ngọc cô cô không ngừng dập đầu tiếng khóc thê thảm đi thôi dẫn người đi gặp người nhà của ngươi trước sumama nói chỉ có gặp qua bà ta mới có thể hạ quyết tâm đi chỉ chứng lão phu nhân cùng hạ thừa tướng, bởi vì đó là người bà ta hầu hạ hơn nửa đời người. Không phải hoàn toàn bị thương, không thể hoàn toàn độc ác. Dù ma mang theo Thúy Ngọc Cô Cô đi đến khu dịch, bà ta tận mắt nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình đều ở trong khu dịch bất lực chờ đợi, đã xuất hiện triệu chứng, nhìn thấy bà ta đến, cũng chỉ nhìn sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác. Bọn họ ở cùng với rất nhiều bệnh nhân, đều bị trói lại, không có giường ngủ, chỉ có thể chen chúc trên bãi đất trống. Thúy Ngọc cô cô nhìn mà tim vỡ nát, cháu trai của mình, năm trước mới sinh ra, là một tiểu tử mập mạp, đừng nói đáng yêu bao nhiêu, chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, bây giờ ở cùng với một đống bệnh nhân mắc bệnh dịch, đã sớm mất đi dáng vẻ đáng yêu trước đó. Dù ma nhìn nàng ta, thản nhiên nói, bệnh nhân giống như vậy, còn có rất nhiều. Bà đưa tay chỉ, phía sau đất trống đen kịt đều là đầu người. Thúy Ngọc cô cô không quan tâm những người khác, bà ta chỉ quan tâm người nhà của mình, cho nên vẻ mặt đờ đẫn nhìn thoáng qua rồi nói với mama, làm phiền ngươi đưa ta ra ngoài, ta muốn đi hình bộ. Dù mama cũng không có vẻ hết sức đắc ý, giống như đối với sự thỏa hiệp của bà cũng không có chút ngoài ý muốn, đi thôi. Thúy Ngọc cô cô đi đến hình bộ, nói ra tất cả những gì mình biết. Bà ta khai ra đại phu cục huệ dân, khai ra ngự y lưu trong cung, khai ra hạ thừa tướng cùng lão phu nhân hình bộ căn cứ theo manh mối bà ta cung cấp, tìm được người nhà của đại phu Huệ Dân, người nhà của hắn ta sau khi hắn ta chết đã bị đưa đi, hình bộ tra khỏi bảng truy nã, nhưng mà hai ngày cầm trở về. Lời nói chia làm hai đầu, lại nói sau khi tiêu thác thoát hiểm, cùng thái y viện viện phán và hai người y đi đảo người điên, dựa theo phân lượng trước đó thương mai nói chế tạo thuốc. Thế nhưng chuyện này thập phần bí ẩn, mộ dung khanh hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên đến nay không ai biết, bệnh cương thi đã được khống chế. Cổ của bệnh nhân cương thi đã bị phá hủy toàn bộ, bây giờ chỉ còn lại bệnh nhân ở thôn Thạch Đầu. Ngộ Dung Khanh hạ lệnh, phàm là đại phu ghi chép trong hồ sơ, từng nhóm tiến vào khu dịch bệnh, trước tiên chiếu cố bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân cương thi từ phát tác đến tử vong đại khái là hơn 10 ngày, chỉ cần có thể rót vào nước gạo treo tính mạng, là có thể đợi được thuốc giải. Hành động thiện nguyện của Thiên Kim Hạ Thương Mai của tướng phủ được truyền tụng trong dân chúng không chỉ tàu bang, rất nhiều người biết bơi đều tìm kiếm thi thể của Hạ Thương Mai ở bờ biển Quý Xuân. Hoàng Thái Hậu cũng đích thân đến thăm hỏi, thấy dân chúng một lòng đi tìm Hạ Thương Mai, không khỏi cảm khái nói, tôn công công à, người có thể được lòng dân như vậy, chỉ sợ từ khi Đại Chu ta khai quốc đến nay, chưa từng có. Tôn công công nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc, người tốt không sống lâu. Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn hắn, A à, Khanh cũng ở Quý Xuân chứ sau khi vương gia giao lại chuyện trong kinh vẫn luôn ở Quý Xuân, đã đích thân dẫn người xuống biển tìm kiếm. Để cho hắn tìm vài ngày đi, không tìm được tự nhiên sẽ trở về, hắn là người có chừng mực, biết hôm nay trong chiều không thể không có hắn. Hoàng Thái Hậu nói, đúng vậy, hiện giờ hình bộ đang điều tra bệnh cương thi, hình bộ đối kháng tướng phủ, còn phải có vương gia tỏa chấn. May mà, lúc trước tướng phủ đánh đập huyện chúa Đan Thanh, đã khiến cho dân chúng phẫn nộ, bên phía hình bộ muốn khép tội của ông ta không khó. Hoàng Thái Hậu nhìn về phía biển rộng mênh mông, trong lòng hơi khó chịu, trước kia khi lão tổ tông để ai ra trọng dụng nàng, trong lòng ai ra có chút mâu thuẫn, cảm thấy nàng được người ta đánh giá cao, nhưng bây giờ nhìn lại, là ai ra xem nhẹ nàng, hạ hòe quân này thật khiến ai ra thất vọng, thật sự là lòng người không đủ. Tôn công công nhẹ giọng nói, Thái Hậu, nếu lần này cương thi bệnh không thể khống chế được, kinh đô đại chu sẽ hoàn toàn rối loạn, kinh đô hỗn loạn, hậu quả sẽ như thế nào? Nhiếp chính vương tất bị buộc tội xuống đài, đến lúc đó, ai sẽ xông lên? Sau lưng hạ thừa tướng là ai? Thái hậu gật đầu, ai ra biết, chính vì vậy, ai ra cảm tạ hạ thương mai đã làm tất cả cho đại chu. Bà châm mặc một chút, hy vọng hạ thương mai có thể sống sót, trời phù hộ người tốt. chương 290, sợi dây sẹo. Mộ dung khanh đến đảo người điên, tiêu thác và ngự y đang chế thuốc, Thấy hắn đi tới nhướng mắt lên hỏi, tìm được chưa? Mộ Dung khanh lắc đầu, ngồi xuống, nhìn viên thuốc trong tay. Ánh sáng trong mắt tiêu thác như dần mở đi, không tìm được à. Mộ Dung khanh không nói gì, trên mặt không chút biểu cảm. Tiêu thác cảm thấy khó chịu, thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng. Khóe miệng mộ Dung khanh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, người có lỗi với nàng nhất mới là hắn. Hắn đã lường trước đủ loại nguy hiểm, nhưng vì hắn quá tin tưởng vào Trần Thái Quân, bà ta nói phái đi 12 vị tướng quân của Trần Gia, trong lòng hắn an tâm mà tưởng rằng Thương Mai có thể bình an trở về. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, 12 tướng quân của Trần Gia sau khi xuất thành không lâu thì đã biến mất không tung tích, cho đến bây giờ vẫn chưa trở vớ. Hắn ý thức được gian khổ, nhưng lại không muốn buông bỏ cục diện rối tung trong kinh thành. Tiêu thác nhìn hắn, trước khi nàng ấy bị nước xoáy cuốn đi, có nói một câu, bảo ta truyền lại cho vương gia. Mộ dung khanh ngẩng đầu, nàng ấy nói gì? Tiêu thác thì thào, nàng kêu ta nói với vương gia, nàng thích ngài. Đau đớn dâng lên tận mắt, hắn nở nụ cười, nụ cười vô cùng trẻ con, cổ họng khô khốc, bổn vương cho rằng, cả đời này nàng ấy sẽ không nói ra. Nàng ấy bị trúng tên, đương nhiên biết bản thân không thể sống được. Tiêu thác vẫn chưa nói ra điểm này, là vì, mọi người đều đang hy vọng, hắn ta không nỡ nói ra mộ dung khanh cảm thấy hơi thở khó khăn cái gì phải khi chúng tôi đang chạy trốn sát thủ phóng tiêu chúng vào tay phải nàng ấy ta đưa theo nàng ấy vì không muốn liên lụy ta nên đã rơi vào vòng xoáy nàng ta đẩy ta ra trước khi bị dòng nước cuốn đi còn nói với ta bảo ta trốn đi mang phương thuốc này về sau đó bảo ta nói với người nàng ấy thích người đến giờ hắn ta vẫn không hiểu tại sao đột nhiên lại có xoáy nước hy vọng của mộ dung khanh đã hoàn toàn bị dập tắt biển sâu còn nguy hiểm hơn cả rừng núi hắn biết đừng nói là không bị thương cho dù không bị thương muốn sống trở ra cũng rất khó nàng sống không nổi rồi sự thừa nhận này khiến mộ dung khanh cảm thấy trong lòng đau nhói hắn đứng dậy bỏ đi cũng không thèm quay đầu lại nhìn tiêu thác đứng dậy vương ra đừng tìm nữa có nhiều người tìm nàng ấy rồi nếu như còn sống thì đã sớm tìm thấy quay về đi trong kinh thành còn rất cần vương ra giúp đỡ Mộ Dung Khanh không nhìn lại, ánh mặt trời lặn bao trùm lấy hắn, khắp người hắn đều toát lên một màu vàng đượm buồn. Thị trấn Biệt Lương. Nơi này cách trấn Quý Xuân khoảng 30 dặm, ở đây có rất nhiều ngư dân, dường như đều dựa vào nghề đánh bắt cá ngoài biển mà kiếm sống. Có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi trấn Biệt Lương, hòn đảo này ẩn chứa nguy hiểm, rắn độc rất nhiều. Người bình thường đều sẽ không bước chân lên hòn đảo này. Trên hòn đảo nhỏ một người phụ nữ đang nhóm lửa và nướng một con cá vừa được đánh bắt từ biển về cánh tay cô được quấn bằng một sợi vải mỏng có lẽ là đã bị thương ba ngày trước khi tỉnh lại cô đã ở trên hòn đảo nhỏ này khi mở mắt ra xém chút là bị dọa cho hồn phi phách tán cô đang nằm trên mặt đất xung quanh là những con rắn độc đầy màu sắc sặc sỡ nhưng những con rắn độc này không tấn công cô mà chỉ lặng lẽ đứng xung quanh cô nín thở ngồi xuống nhìn thấy có một người phụ nữ quay lưng lại với mình đang ngồi nướng cá. Ba ngày sau, nướng cá trở thành nghề chính của cô. Khi cô cố gắng thoái thác, người phụ nữ sẽ luôn nói, ta đã cứu ngươi, người chính là nô tài của ta, nếu ngươi không làm ta sẽ bảo những con rắn đó ăn ngươi. Cô không cho rằng những con rắn đó sẽ nuốt người, khi nhìn thấy người phụ nữ này huyết gió, gọi đến mấy con rắn mập mạp to đùng, thì cô tin rồi. Đừng nói là một hạ thương mai, cho dù có mấy hạ thương mai hợp lại, cũng không phải là đối thủ của những con rắn đó. Hôm qua có một bà lão đến, nói là bà lão, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, bởi vì bà ta đã che mặt lại, chỉ nhìn thấy nét già nua xuyên qua lớp vải mỏng. Nhưng người phụ nữ này vô cùng ngạo khí, tư thế rõng rạc, sau khi đến còn nô đùa với mấy con mãng xà, chẳng chịu làm việc gì, đánh cá cũng bắt một người phụ nữ khác làm. Cô cũng chưa nói chuyện với bà ta, chỉ nhìn sơ qua bà ta rồi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Hôm đó, sau khi thương mai nướng cá xong, thì đưa cho người phụ nữ rắn độc, cô ta liếc nhìn một cái rồi nói, đi đưa cho lão cô cô. Lão cô cô mà bà ta nói chính là bà lão đến sau khi nãy. Thương mai đành phải cầm con cá đi, lão cô cô nằm chánh trệ trên bãi cát, một con mãng xà nằm trên đầu bà ta, trông chẳng khác gì cái gối cho bà ta kê đầu. Cô thực sự rất sợ mấy con rắn to đó, chỉ đứng đằng xa rồi nói lão cô cô ăn cá này ừ lão cô cô khẽ nhìn cô rồi bảo đem qua đây thương mai cứng ra đầu bước tới may mà mấy con rắn lười biếng uể oải xác định cô không có tính công kích thì cũng chẳng thèm quan tâm đến cô cô ngồi xuống đặt con cá vào một cái lá chuối rồi đặt lên bãi cát lão cô cô mời dùng lão cô cô nhìn ngón tay của cô người có chiếc nhẫn đẹp đấy đưa ta xem thử thương mai không cởi ra chỉ hỏi, lão cô cô, cảm ơn ơn cứu mạng của các người, đợi sau khi ta về kinh thành, nhất định sẽ báo đáp các người thật tốt. Nhưng, có thể xin bà cho ta về kinh trước không? Mấy ngày rồi, bọn họ nhất định là rất lo lắng cho cô, có lẽ tưởng là cô đã chết rồi. Lão cô cô dừng dưng nói, gấp gáp cái gì? Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, đợi qua vài ngày rồi hẳn tính. Vết thương của ta không còn trở ngại nữa, đã hết sưng rồi, thương Mai vội vàng nói. Lão cô cô không nói gì, cũng không ăn cá, cũng chẳng hỏi đến chiếc nhẫn của cô nữa mà dần dần nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Thương Mai. Thương Mai rất lo lắng, nhưng không thể rời đi. Cô thử bước qua, nhưng mấy con mãng xà kia dường như có linh tính, nếu cô muốn đi thì chúng nhất định sẽ vây lấy nàng, đầu rắn ngóc lên, vô cùng đáng sợ. Cô có hơi lo lắng mình sẽ bị kẹt lại hòn đảo nhỏ này cả đời. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn của mình trên ngón tay của lão cô cô. Trong lòng cô thật sự rất tức giận, lão cô cô, chiếc nhẫn đó là của ta, người không thể chiếm là của riêng được. Lão cô cô giơ ngón tay ra xem, giống như đang thưởng thức, lão thân lấy thứ này để trao đổi với ngươi. Cái gì, thương mai giật mình. Người phụ nữ rắn độc cầm trên tay một con rắn đi lại nói cái này. Khi bà ta đến gần, thương mai phát hiện ra rằng đó không phải là một con rắn, mà là một sợi dây thừng đầy vết sẹo. Cô tức giận nói, không, ta không đổi, bà nên trả lại chiếc nhẫn cho ta. Đừng coi thường sợi dây này, nó được gọi là sợi dây sẹo, có ít hơn chiếc nhân này của ngươi đấy. Người phụ nữ rắn độc lạnh lùng nói. Thương Mai đang muốn tiến tới giật lại, con mãng xà đột nhiên ngóc đầu dậy, trườn về phía Thương Mai một cách dữ dội. Thương Mai sợ đến mức giật lấy sợi dây trên tay người phụ nữ rắn độc được, đổi, chúng ta đổi. Ừm, uhm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt lão cô cô hiển nhiên rất hài lòng với thỏa hiệp của nàng thương mai lấy sợi dây sẹo và quay trở lại bãi biển một cách tức giận đúng là phiền chết được ở đây cứ luôn bị chọc tức lại không thể đi được cô ngồi trên bãi cát thu hai chân lại trong lòng rất khó chịu mộ dung khanh người nhất định là tưởng ta chết rồi chăng ngươi sẽ đến tìm ta chăng nếu ngươi không đến tìm ta sớm muộn gì ta cũng sẽ chết ở nơi này chương 290, sợi dây sẹo. Mộ dung khanh đến đảo người điên, tiêu thác và ngự y đang chế thuốc, thấy hắn đi tới nhướng mắt lên hỏi, tìm được chưa? Mộ dung khanh lắc đầu, ngồi xuống, nhìn viên thuốc trong tay. Ánh sáng trong mắt tiêu thác như dần mở đi, không tìm được à. Mộ dung khanh không nói gì, trên mặt không chút biểu cảm. Tiêu thác cảm thấy khó chịu, thực xin lỗi, ta đã không bảo vệ được nàng. Khóe miệng mộ dung khanh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, người có lỗi với nàng nhất mới là hắn. Hắn đã lường trước đủ loại nguy hiểm, nhưng vì hắn quá tin tưởng vào Trần Thái Quân, bà ta nói phái đi 12 vị tướng quân của Trần Gia, trong lòng hắn an tâm mà tưởng rằng thương mai có thể bình an trở về. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng, 12 tướng quân của Trần Gia sau khi xuất thành không lâu thì đã biến mất không tung tích, cho đến bây giờ vẫn chưa trở vớ. Hắn ý thức được gian khổ, nhưng lại không muốn buông bỏ cục diện rối tung trong kinh thành tiêu thác nhìn hắn trước khi nàng ấy bị nước xoáy cuốn đi có nói một câu bảo ta truyền lại cho vương ra mộ dung khanh ngẩng đầu nàng ấy nói gì tiêu thác thì thào nàng kêu ta nói với vương ra nàng thích ngài đau đớn dâng lên tận mắt hắn nở nụ cười nụ cười vô cùng trẻ con cổ họng khô khốc bổn vương cho rằng cả đời này nàng ấy sẽ không nói ra nàng ấy bị trúng tên đương nhiên biết bản thân không thể sống được tiêu thác vẫn chưa nói ra điểm này là vì mọi người đều đang hy vọng hắn ta không nỡ nói ra mộ dung khanh cảm thấy hơi thở khó khăn cái gì phải khi chúng tôi đang chạy trốn sát thủ phóng tiêu chúng vào tay phải nàng ấy ta đưa theo nàng ấy vì không muốn liên lụy ta nên đã rơi vào vòng xoáy nàng ta đẩy ta ra trước khi bị dòng nước cuốn đi còn nói với ta bảo ta trốn đi mang phương thuốc này về sau đó bảo ta nói với người nàng ấy thích người đến giờ hắn ta vẫn không hiểu tại sao đột nhiên lại có xoáy nước. Hy vọng của mộ dung khanh đã hoàn toàn bị dập tắt, biển sâu còn nguy hiểm hơn cả rừng núi, hắn biết, đừng nói là không bị thương, cho dù không bị thương muốn sống trở ra cũng rất khó. Nàng sống không nổi rồi. Sự thừa nhận này khiến mộ dung khanh cảm thấy trong lòng đau nhói. Hắn đứng dậy bỏ đi cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Tiêu thác đứng dậy, vương ra đừng tìm nữa, có nhiều người tìm nàng ấy rồi, nếu như còn sống, thì đã sớm tìm thấy, quay về đi. Trong kinh thành còn rất cần vương gia giúp đỡ. Mộ dung khanh không nhìn lại, ánh mặt trời lặn bao trùm lấy hắn, khắp người hắn đều toát lên một màu vàng đượm buồn. Thị trấn Biệt Lương Nơi này cách trấn Quý Xuân khoảng 30 dặm, ở đây có rất nhiều ngư dân, dường như đều dựa vào nghề đánh bắt cá ngoài biển mà kiếm sống. Có một hòn đảo nhỏ ngoài khơi trấn Biệt Lương, hòn đảo này ẩn chứa nguy hiểm, rắn độc rất nhiều. Người bình thường đều sẽ không bước chân lên hòn đảo này. Trên hòn đảo nhỏ, một người phụ nữ đang nhóm lửa và nướng một con cá vừa được đánh bắt từ biển về. Cánh tay cô được quấn bằng một sợi vải mỏng, có lẽ là đã bị thương. Ba ngày trước, khi tỉnh lại, cô đã ở trên hòn đảo nhỏ này, khi mở mắt ra, xém chút là bị dọa cho hồn phi phách tán. Cô đang nằm trên mặt đất, xung quanh là những con rắn độc đầy màu sắc sặc sỡ nhưng những con rắn độc này không tấn công cô mà chỉ lặng lẽ đứng xung quanh, cô nín thở ngồi xuống, nhìn thấy có một người phụ nữ quay lưng lại với mình đang ngồi nướng cá. Ba ngày sau, nướng cá trở thành nghề chính của cô. Khi cô cố gắng thoái thác, người phụ nữ sẽ luôn nói, ta đã cứu ngươi, người chính là nô tài của ta, nếu ngươi không làm ta sẽ bảo những con rắn đó ăn ngươi. Cô không cho rằng những con rắn đó sẽ nuốt người, khi nhìn thấy người phụ nữ này huyết gió, gọi đến mấy con rắn mập mạp to đùng, thì cô tin rồi. Đừng nói là một hạ thương mai, cho dù có mấy hạ thương mai hợp lại, cũng không phải là đối thủ của những con rắn đó. Hôm qua có một bà lão đến, nói là bà lão, nhưng cô cũng không chắc chắn lắm, bởi vì bà ta đã che mặt lại, chỉ nhìn thấy nét già nua xuyên qua lớp vải mỏng. Nhưng người phụ nữ này vô cùng ngạo khí, tư thế rõng rạc, sau khi đến còn nô đùa với mấy con mãng xà, chẳng chịu làm việc gì, đánh cá cũng bắt một người phụ nữ khác làm. Cô cũng chưa nói chuyện với bà ta, chỉ nhìn sơ qua bà ta rồi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì nữa. Hôm đó, sau khi thương mai nướng cá xong, thì đưa cho người phụ nữ rắn độc, cô ta liếc nhìn một cái rồi nói, đi đưa cho lão cô cô. Lão cô cô mà bà ta nói chính là bà lão đến sau khi nãy. Thương mai đành phải cầm con cá đi, lão cô cô nằm chánh trệ trên bãi cát, một con mãng xà nằm trên đầu bà ta, trông chẳng khác gì cái gối cho bà ta kê đầu. Cô thực sự rất sợ mấy con rắn to đó, chỉ đứng đằng xa rồi nói, lão cô cô, ăn cá này. Ừ, lão cô cô khẽ nhìn cô rồi bảo, đem qua đây. Thương Mai cứng ra đầu bước tới, may mà mấy con rắn lười biếng uể oải, xác định cô không có tính công kích thì cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Cô ngồi xuống đặt con cá vào một cái lá chuối rồi đặt lên bãi cát, lão cô cô mời dùng lão cô cô nhìn ngón tay của cô người có chiếc nhẫn đẹp đấy đưa ta xem thử thương mai không cởi ra chỉ hỏi lão cô cô cảm ơn ơn cứu mạng của các người đợi sau khi ta về kinh thành nhất định sẽ báo đáp các người thật tốt nhưng có thể xin bà cho ta về kinh trước không mấy ngày rồi bọn họ nhất định là rất lo lắng cho cô có lẽ tưởng là cô đã chết rồi lão cô cô rừng dưng nói gấp gáp cái gì vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn đợi qua vài ngày rồi hẳn tính. Vết thương của ta không còn trở ngại nữa, đã hết sưng rồi thương mai vội vàng nói. Lão cô cô không nói gì, cũng không ăn cá, cũng chẳng hỏi đến chiếc nhẫn của cô nữa mà dần dần nhắm mắt lại, không thèm để ý đến thương mai. Thương mai rất lo lắng, nhưng không thể rời đi. Cô thử bước qua, nhưng mấy con mãng xà kia dường như có linh tính, nếu cô muốn đi thì chúng nhất định sẽ vây lấy nàng, đầu rắn ngóc lên, vô cùng đáng sợ cô có hơi lo lắng mình sẽ bị kẹt lại hòn đảo nhỏ này cả đời sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn của mình trên ngón tay của lão cô cô trong lòng cô thật sự rất tức giận lão cô cô chiếc nhẫn đó là của ta người không thể chiếm là của riêng được lão cô cô giơ ngón tay ra xem giống như đang thưởng thức lão thân lấy thứ này để trao đổi với ngươi cái gì thương mai giật mình người phụ nữ rắn độc cầm trên tay một con rắn đi lại nói cái này khi bà ta đến gần thương mai phát hiện ra rằng đó không phải là một con rắn mà là một sợi dây thừng đầy vết sẹo cô tức giận nói không ta không đổi bà nên trả lại chiếc nhẫn cho ta đừng coi thường sợi dây này nó được gọi là sợi dây sẹo có ích hơn chiếc nhân này của ngươi đấy người phụ nữ rắn độc lạnh lùng nói thương mai đang muốn tiến tới giật lại con mãng xà đột nhiên ngóc đầu dậy trườn về phía thương mai một cách dữ dội thương mai sợ đến mức giật lấy sợi dây trên tay người phụ nữ rắn độc được đổi chúng ta đổi ừm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt lão cô cô hiển nhiên rất hài lòng với thỏa hiệp của nàng thương mai lấy sợi dây sẹo và quay trở lại bãi biển một cách tức giận đúng là phiền chết được ở đây cứ luôn bị chọc tức lại không thể đi được cô ngồi trên bãi cát thu hai chân lại trong lòng rất khó chịu mộ dung khanh người nhất định là tưởng ta chết rồi chăng ngươi sẽ đến tìm ta chăng? Nếu ngươi không đến tìm ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết ở nơi này. chương 291, Cái chết của Lão Phu Nhân Tướng Phủ Trong mắt Lão Phu Nhân xuất hiện những vệt đỏ, Hạ Thừa Tướng đã ra lệnh cho người trói bà ta lại. Lão Phu Nhân tức giận nhìn chầm chầm Hạ Thừa Tướng, giấy rụa không ngừng, không, Lão Thân không có bệnh, thả Lão Thân ra, cái thằng nghịch tử nhà người, ngay cả mẹ ruột cũng dám mạo phạm ngươi không sợ trời đánh thánh đâm hay sao hạ thừa tướng khó chịu nói mẫu thân nhi tử không phải cố ý mạo phạm người nhưng do bất đắc dĩ nếu không trói người lại một khi bệnh của người bộc phát xông ra ngoài thì sẽ bị đưa đến khu ổ dịch đấy lão phu nhân tức giận nói vậy ngươi còn không mau tìm hạ thương mai về tìm nó về đây tướng phủ vốn không biết tiêu thác đã biết đơn thuốc và bây giờ bọn họ đang bào chế thuốc trên đảo người điên mộ dung khanh đã phong tỏa thông tin này một là vì tránh có người cố tình phá hư chuyện, hai là vì muốn nhắm vào bà ta." Hạ thừa tướng nói, "Ta đã ra lệnh đi tìm rồi, bên Quý Xuân cũng có nhiều người nhảy xuống nước tìm nó, một ngày phái đi mười mấy chiếc thuyền, nhưng e là nó đã chết rồi." Nhưng không có ai ngờ được là mấy tháng này, bọn họ đang hết lòng hết sức muốn giết Hạ Thương Mai, cuối cùng sau khi đắc thủ, bọn họ lại muốn đi cứu cô. Hạ thừa tướng vừa trói lão phu nhân và đi ra ngoài thì nhìn thấy hạ nhân dẫn quan sai của hình bộ đến. Thừa tướng, đắc tội rồi, mời ngài đi theo ti chức về hình bộ một chuyến. Vị quan không khách sáo nói. Khi hạ thừa tướng nhìn thấy mấy người của hình bộ đến, tất cả đều đeo kiếm, không khỏi hơi giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, tức giận nói các người không thông báo mà đã xông vào đây, trong mắt còn có bổn tướng không? Quan sai nói, thừa tướng, xin lỗi, vương gia hạ lệnh, phải mời ngài về hình bộ phối hợp điều tra, ti chức có chỗ nào đắc tội, xin thừa tướng tha lỗi. Điều tra cái gì? Hạ thừa tướng hỏi, tuy trong lòng ông ta biết chắc là bệnh cương thi, nhưng đây chỉ là suy đoán dân gian, nhiếp chính vương chỉ dựa vào những suy đoán ác ý này mà phán định tội của ông ta sao? Thật là nực cười. Ti chức không biết, ti chức chỉ là phụng lệnh đến đây. Hạ thừa tướng nhẹ giọng nói, được, ta đi cùng ngươi. Ông ta vốn không muốn đi, nhưng sợ trong phủ có xung đột, sẽ khiến người ta biết được mẫu thân ông ta bị bệnh cương thi truyền nhiễm. Chỉ là, ông ta cũng không quá lo lắng, bởi vì chuyện này không hề có chứng cứ xác thực nào, đại phu đưa công tử họ lưu về cũng chết rồi, đảo người điên cũng đã thu xếp, nếu không có chứng cứ kết luận, muốn đối phó thừa tướng đương chiều như ông ta, đâu có dễ như thế. Tên mộ dung khanh non nất kia, suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Hạ thừa tướng không biết chuyến này đi rồi, thì sẽ không thể nào về được nữa từ lúc căn bệnh cương thi bùng phát cho đến nay các loại chứng cứ khẩu cung đều đang ở trong hình bộ đợi ông ta mộ dung khanh là không muốn ra tay nhưng một khi đã ra tay rồi ông ta có cánh cũng không thoát được hơn nữa sau khi hạ thừa tướng đi phu nhân nguyệt nhung mà ông ta sủng ái nhiều năm cũng thu dọn hành lý gói đổ đưa theo hạ oanh nhiễm chạy trốn lão phu nhân chỉ còn một thân một mình sau khi thúy ngọc cô cô đưa khẩu cung thì trở về tướng phủ lão phu nhân bị trói ở trên giường không biết là hạ tướng quân đã bị bắt đi càng không biết chân nguyệt nhung đã chạy trốn thấy thúy ngọc về bà ta dường như phát điên người cút đi đâu rồi hả thúy ngọc kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường giường ánh mắt mệt mỏi ửng đỏ nhìn chằm chằm lão phu nhân nô tỳ đi đến ổ dịch rồi đến hình bộ thúy ngọc cô cô thì thâm lão phu nhân nhìn bà ta chằm chằm hình bộ người đến hình bộ làm gì lão phu nhân không biết sao vương ra hạ lệnh cho hình bộ điều tra dịch bệnh nô tỳ đến hình bộ nói hết những gì mà mình biết. Thúy Ngọc châm chọc nói, ngay cả ngươi cũng phản bội lão thân, lão phu nhân thở hồn hển, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Thúy Ngọc cô cô. Sắc mặt Thúy Ngọc tái nhợt, đúng vậy, nô tỳ cũng không muốn có ngày sẽ phản bội lại người, đồng thời nô tỳ cũng không ngờ rằng, lão phu nhân lại làm tổn hại đến người nhà của nô tỳ. Ngươi, lão phu nhân trợn to hai mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, lạnh lùng nói, muốn thành đại sự không nệ tiểu tiết, Người nhà của ngươi đối với ngươi không tốt, nhiều năm như vậy, ngươi vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, bọn họ cũng chưa từng hồi báo người chuyện gì, có gì phải thương tiếc chứ, nhưng lão thân đối xử với ngươi mấy năm nay thế nào, trong lòng ngươi không hiểu sao? Đây là tình thân, lão phu nhân mãi mãi cũng không hiểu được, giống như những chuyện người làm cho đại tiểu thư và đan thanh huyện chúa, người chỉ thấy được lợi ích trong đó, không thấy được tình máu mủ, nói với người thế nào cũng là dư thừa. Thúy Ngọc cô cô đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Lão phu nhân giống lên, người dám đi, lão thân sẽ giết ngươi. Thúy Ngọc quay lại, mỉa mai nhìn người đàn bà đã ngạo mạn cả đời này, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường và hét lên, người không giết được nô tỳ đâu, tướng phủ đã không còn như trước, tướng gia cũng bị đưa đi rồi, vừa nãy khi nô tỳ trở về, nhìn thấy phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư đã cuốn gói bỏ đi, hạ nhân cũng đã giải tán không ít, còn nữa, quên nói với lão phu nhân, quan phủ đã biết được căn bệnh của người, không lâu nữa sẽ đến đưa người tới khu ổ dịch người có thể tận mắt chứng kiến người vì lợi ích mà tạo ra những nghiệp gì lão phu nhân trợn tròn mắt trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tin nổi là tướng phủ lại thành ra như thế này không tin gia tộc lớn mạnh mà bà ta khổ công gây dựng cả đời lại bị hủy hoại trong chốc lát như thế thúy ngọc bỏ đi bà ta về thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi tướng phủ không lâu sau khi thúy ngọc rời đi các quan sai cũng đã đến hai quan sai kiểm tra vết thương của bà ta nhốt bà ta vào một cái lông như nhốt chó hai mắt bà ta ửng đó gào thét điên cuồng chẳng còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng như trước sau khi vào vùng dịch bà ta cũng giống như những bệnh nhân khác bị sắp xếp vào một khu đất trong thôn thạch đầu đã không còn nhiều phòng dư để sắp xếp cho bệnh nhân ở chỉ đành để ở khu đất trống lão phu nhân chưa phát hết bệnh đã thấy tiếng hú điên cuồng bên tai mùi khét lẹt sộc vào khiến bà ta như mùi ói ở bãi đất trống nửa ngày mộ dung khanh hạ lệnh đưa bà ta vào khu vực có người chưa bị nhiễm bệnh rồi trói bà ta một mình dân làng đã biết căn bệnh cương thi là do tướng phủ gây ra những người dân có người thân đã chết đều hận bà ta thấu xương lão phu nhân bị kẹt trên khúc gỗ nhìn đám người tức giận lao về phía mình với một hòn đá trên tay hòn đá rơi xuống đầu bà như một cơn mưa xối xả máu chảy khắp người bà ta không còn cách nào khác đành phải chịu đựng tất cả những việc này trên bờ vực hấp hối, Lý Tướng Quân đưa người đến đuổi bách tính đi. Mộ dung tráng tráng ngồi xổm xuống, trong tay cầm một tấm vải trắng, nhìn lão phu nhân chỉ còn lại chút hơi tàn. Lão phu nhân, ta sẽ nói cho người hai tin tốt, một là thương mai chưa chết, đã tìm được rồi. Hai là, thuốc chữa bệnh cương thi đang trong quá trình đưa về kinh thành, sáng hôm sau sẽ đến, bà dáng một chút, chỉ cần bà dáng đến hôm sau, bà có thể được uống thuốc rồi. Lão phu nhân gầm gừ như mổ lợn, Khuôn mặt máu me bị đánh nát không còn nguyên dạng, chỉ có đôi mắt đó vẫn lộ ra vẻ căm hận và hoảng sợ. Bà ta không thể đợi thêm nữa. Tấm vải trắng trên tay tráng tráng che lên khuôn mặt bà ta, chẳng được bao lâu thì đã tắt thở. Mảnh vải trắng đó che đi khuôn mặt xấu xí, nhưng không thể che đi cuộc đời xấu xí của bà ta. Một tướng phủ hưng thịnh, cũng vì cái chết của lão phu nhân và thân bại danh liệt của thừa tướng mà đành hủy hoại chương 292, nhiếp chính vương muốn thành thân. Nhu giao huyện chúa theo sau và hỏi tráng tráng, tìm thấy thương mai rồi. Tráng tráng lắc đầu, không có, ta nói như thế là muốn để bà ta chết không cam tâm. Ánh mắt nhu dao mờ mịt, ta tưởng tìm được rồi. Tráng tráng nhìn tình cảnh khốn khổ ở thôn thạch đâu nói, nàng ấy sẽ trở về. Sự sụp đổ của hạ thừa tướng liên quan đến hàng loạt vụ án tham nhũng, sự giàu có của tướng phủ tránh không khỏi có liên quan đến những vụ tham nhũng này. Hình bộ đào sâu, moi ra được một lũ chuột lớn. Mà những đám quan viên này, lúc hạ thừa tướng quy thuận lương thái phó, cũng đều được tiến cử đến trước mặt thái phó này, có thể nói, hạ thừa tướng suy bại, đám người này đều phải bám gót theo lương thái phó. Lương thái phó nể mặt hạ thừa tướng, chẳng qua là vì nhân mạch của ông ta ở trong chiều, hôm nay đã đạt được rồi, hạ thừa tướng đương nhiên không còn giá trị lợi dụng, không nên giữ lại nữa. Ông ta rất đắc ý, tuy căn bệnh cương thi này làm loạn triều chính đến cuối cùng đã được mộ dung khanh dẹp bỏ, nhưng ông ta cũng thu hoạch được một đám người. Lương Thái Phó không cho rằng mộ dung khanh lại có thể ra tay với đám người này, bọn họ đều ở những vị trí quan trọng, nếu thật sự muốn điều tra xử lý thì sẽ phải đổi máu một số lượng lớn quan viên trong triều. Đó đều là những người từng đi theo tiên đế cũng như hoàng thượng, nhiếp chính vương nếu muốn làm âm chuyện này, chắc chắn sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Có điều, khiến Lương Thái Phó không ngờ được là, Mộ Dung Khanh đã khai đao với đám quan viên này trước khi xử tử hạ thừa tướng. Không hề đưa hình bộ thẩm lý, mà là đưa ra một đống tội chứng ngay khi thượng triều. Sau đó, hạ ra ý chỉ, giết hết không thai. Những kỹ năng chính trị đơn giản và gọn gàng như vậy đã khiến Lương Thái Phó nhìn thấy được sự tàn độc của nhiếp chính vương, có khi còn hơn thế nữa. Hơn nữa, hắn xử lý cực kỳ tốt, không cầu thả, không cho ai có cơ hội tranh cãi, một ý chỉ được ban ra, lấy đi mười mấy cái đầu của đám quan viên tứ phẩm trở lên trong chiều. Động thái quyết liệt này đã không khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận như ông ta đã đoán trước đó mà ngược lại còn khiến đám người phải khiếp sợ. Các quan chức trước đây ở phe trung lập, thậm chí còn có những người coi thường nhiếp chính vương cũng dần dần kính phục, đa phân đều có ý quy thuận hắn. Hơn nữa, danh tiếng của mộ dung khanh càng lúc càng vang xa ra dân gian, bách tính cũng vô cùng yêu kính hắn. Lương Thái Phó bắt đầu hoảng sợ. Sau khi các bệnh nhân uống thuốc xong, bệnh đều đã khỏi, còn Hạ Thương Mai thì vẫn không biết tung tích. Mọi thứ từ từ trở lại trật tự, Tào Ban cũng từ bỏ việc cứu trợ, chỉ còn mỗi mộ dung khanh là phái người đi tìm. Tào Chiều hôm nay, mộ dung khanh bàn xong việc chiều chính, định tuyên bố bãi triệu như thường ngày. Nhưng bên ngoài điện lại truyền vào tiếng hô lớn, Hoàng Thái Hậu giá đáo. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Thái Hậu bước vào cùng Tôn Công Công. Trăm quan cúi đầu phục lạy, thần tham kiến Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu mỉm cười bước tới, Tôn Công Công cầm ý chỉ trong tay, vô cùng cung kính. Sau khi Hoàng Thái Hậu an vị, đầu tiên bà ta liếc nhìn Mộ Dung Khanh, sau đó nhìn bá quan rồi nói, chúng Khanh bình thân. Bá quan tạ ơn rồi đứng dậy, lòng đầy nghi vấn, Hoàng Thái Hậu đến đây làm gì? Mộ Dung Khanh cũng nhìn Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu giá lâm tảo triều, không biết có chuyện gì. Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói, không phải ai ra có chuyện gì, mà ai ra đến là muốn tuyên chỉ. Tuyên chỉ, tuyên chỉ của ai, mộ dung khanh hơi giật mình. Bách quan cũng trộm nhìn nhau, là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, hay là Hoàng Thượng đã tỉnh lại. Hoàng Thái Hậu ấn tay xuống, nói với Tôn Công Công, tuyên chỉ đi. Tôn Công Công bước đến một bước, mở bản di trúc đang cầm trong tay, chậm rãi mở ra trước bách quan, nói chư vị đại nhân lớn nhỏ ai ra rời kinh đến nay đã ba bốn năm hay là năm sáu năm cũng có thể là mười mấy hai mươi năm ai ra tuổi già đầu óc hồ đô không nhớ rõ nữa nhưng chư vị đại nhân nếu còn nhớ ai ra thì hoan nghênh ba ngày sau quang lâm đến nhiếp chính vương phủ cùng ai ra dự hỉ sự của đứa cháu mộ dung khanh bởi vì thời gian quá gấp không kịp chuẩn bị thiệp mời rượu nhạt cơm đạp mong các vị đại nhân không chê bai mang theo hầu lễ đến cùng chung vui khâm thử ý chỉ ban xuống, chúng nhân đều nhìn nhau, người hạ ý chỉ là Thái Hoàng Thái Hậu sao? Nhưng đây là ý chỉ sao? Nhưng nếu như không tính, hai chữ khâm thử phía sau đó là cái quỷ gì chứ? Đây không phải là ý chỉ ban hôn, mà là hạ chỉ bảo mọi người đến dự tiệc hỉ, hơn nữa còn nói rõ, không có bầy tiệc long trọng, nhưng lại bảo chúng quan mang hâu lễ tới, ai lại làm cái chuyện mặt dày vô sỉ vậy chứ? Thái Hoàng Thái Hậu thật là... Thái Hoàng Thái Hậu đã làm tang lễ, nhập thổ vi an, đương nhiên, có rất nhiều đại thần biết, Thái Hoàng Thái Hậu chưa chết, tang lễ này, chỉ là cáo biệt hoàng gia, cáo biệt triều chính. Nhưng sự xuất hiện của sắc lệnh này, chẳng lẽ nào lão nhân gia ấy lại xuất hiện lần nữa? Hơn nữa, mộ dung khanh sắp thành thân, ai mới là tân nương? Đại tiểu thư hạ thương mai đã chết, muốn thành thân cũng phải có tân nương chứ. Chúng nhân sau khi nghe Thái Hậu hạ chỉ rồi lại nhìn sang mộ dung khanh, thấy sắc mặt hắn kinh ngạc, dường như không biết chuyện này, đúng là kỳ quái, trừ phí ngay cả Tân Lang cũng không biết là mình sắp thành thân. Mộ Dung Khanh đứng dậy nói với Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu, chúng ta nói riêng vài lời. Hoàng Thái Hậu biết trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nói, bãi chiều đi. Sau khi cho bách quan bãi chiều, Mộ Dung Khanh hạ lệnh đóng cửa điện môn, trừ tôn công công ra, không ai được phép vào. Mẫu hậu, lão tổ tông hạ ý chỉ này là có ý gì? Bồn vương sắp thành thân mộ dung khanh hỏi hoàng thái hậu cũng lắc đầu ta cũng không biết nói thật là hôm nay khi ai ra nhận lệnh cũng giống như con vậy trong lòng đầy nghi vấn chữ ý chỉ này ra còn có một thứ khác cho ai ra bảo ai ra nội trong ba ngày phải làm chủ hôn sự cho con quy định hôn sự tiến hành giống như thân vương trong ba ngày gấp gáp như thế làm sao có thể tổ chức hôn sự như thân vương được chứ đúng là khiến ai ra đau đầu tân nương thì sao mộ dung khanh hỏi con nhìn xem Hoàng Thái Hậu lấy ra một sắc lệnh khác, là ý chỉ đưa cho bà ta. Mộ Dung Khanh nhận lấy, ý chỉ bảo không cần để ý Tân Nương là ai, dù sao thần là nhiếp chính vương, hắn nhất định phải thành thân, nối dõi tông đường, đây là trách nhiệm của hắn. Mộ Dung Khanh giờ khóc giờ cười, không, bổn vương không cưới, bổn vương đến Hàn Sơn một chuyến. Vương ra, Thái Hoàng Thái Hậu không ở Hàn Sơn, tôn công công đáp, đi đâu rồi, Mộ Dung Khanh hỏi, nô tài cũng không biết. Tôn công công tiếc núi nói. Mộ Dung Khanh thức giận nói, lão Tổ Tông sao có thể như vậy, hạ một ý chỉ về bảo bổn vương cưới là cưới, không hỏi bổn vương có muốn hay không. Hoàng Thái Hậu thuyết phục, bất kể như thế nào, ý chỉ này con phải làm theo, lão Tổ Tông cũng sẽ không tùy tiện để con cưới một người phụ nữ, người phụ nữ này chắc đã bị bà ấy nhìn chúng rồi, nhất định là rất xuất sắc. Xuất sắc bổn vương cũng không cưới, Mộ Dung Khanh nói ai ra biết con vẫn còn lưu luyến hạ thương mai con vẫn luôn trông mong cho rằng nàng ấy sẽ quay lại nhưng ta và con đều biết chuyện này là không thể nào con có thể để dành cho nàng ấy một vị trí trong lòng con ngày tháng sau này cũng sẽ qua hơn nữa con cũng phải thành thân có lẽ thành thân sinh con tâm trạng của mẫu phi con sẽ thay đổi suy cho cùng tuổi tác lớn rồi cũng mong muốn được bồng bế cháu cũng coi như là giúp bà ấy triệt để quên đi những dã tâm không nên tồn tại nữa Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói: "Không, bổn vương không đồng ý." Hoàng thái hậu lắc đầu: "Đứa trẻ ngốc, con nên biết rằng, những chuyện lão tổ tông muốn làm không thể không làm được, bà ấy đã hạ ý chỉ, con phải thành thân, con không được ngỗ ngược, nếu con không nghe lời, bà ấy sẽ cho con cưới một cô gái xấu xí đấy." Chương 293: Thái hoàng thái hậu. Mộ Dung Khanh biết lời hoàng thái hậu nói đều là sự thật, nhưng hắn sẽ không thành thân vào lúc này mẫu hậu không cần phải nói nữa, nếu lão tổ tông cứ khăng khăng ép buộc, bản vương sẽ rời khỏi kinh thành, mặc kệ cục diện dối rắm này, để tự bà trở về chỉnh đốn. Nói xong thì nghênh ngang rời đi. Hoàng Thái Hậu cười khổ, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh. Tôn Công Công lo lắng nói, không biết tại sao lão tổ tông lại hạ ý chỉ này. Cũng không nói rõ phải cưới người nào, thật khiến người ta vô cùng lo lắng. Không phải sao, bà cũng đã mặc kệ chuyện triều chính nhiều năm, chỉ sợ sống những ngày tháng an nhàn đủ rồi, trở về tìm ít chuyện để làm thôi, nhưng bà hiểu rõ tính tình của A Khanh, sao lại ép hắn chứ? Thật là, Hoàng Thái Hậu cũng oán trách. Một hòn đảo nhỏ của Lương Trấn. Mỗi ngày thương mai đều nghĩ cách chạy trốn, cô đã bị giam ở chỗ này 10 ngày rồi, ở trên đảo cũng có nước ngọt để tắm rửa, nhưng lại không có quần áo để thay, nói cách khác, đã hơn 10 ngày cô không thay bộ quần áo trên người rồi. Cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi trên người mình, sáng sớm hôm nay a xà bà tử và lão cô cô cũng không có ở đây cô muốn lén lút chạy trốn nhưng mãng xà của lão cô cô cứ đi theo cô cô đi một bước mãng xà theo một bước cô muốn nhảy xuống nước mãng xà nhào đến đẩy ngã cô quấn lấy cô không cho cô đi thương mai giơ tay đầu hàng được rồi ta không chạy nữa dường như mãng xà nghe hiểu lời cô nói chậm rãi rời đi nhưng vẫn cuộn như núi ở bên cạnh cô thương mai ngồi trên bờ cát chống cầm nhìn quái vật khổng lồ này, người nói xem, người cứ làm rắn của mình thôi, sao lại làm việc cho loài người chứ? Mãng xà không nhúc nhích nhìn cô, cũng không biết có phải đang nhìn cô hay không, dù sao cũng không có phản ứng. Chủ của ngươi đi nơi nào rồi? Các bà là ai? Nơi này không giống nơi các nàng sinh sống. Mấy ngày nay thương mai cũng đã chạy một vòng quanh đảo, đương nhiên, có rắn đi theo. Nơi này không có gì nhiều, nhiều nhất là rắn độc, lúc đầu cô còn sợ hãi, nhưng dần dần đã cảm thấy không có gì phải sợ nữa rồi. Thương Mai hỏi như vậy, tất nhiên không hy vọng mãng xà sẽ trả lời cô, buồn bực chán nản, cô cởi dây thường sẹo quấn trên cánh tay ra, dây thường sẹo này xấu quá, toàn thân màu vàng nhạt, không, là màu bùn, không, dùng màu vàng phân để hình dung thì chính xác hơn, có rất nhiều chỗ bị đao chém qua, nhưng không đứt, nhìn bẩn thỉu, xấu xí vô cùng. Một chiếc dây thường xấu xí như vậy lại đổi mất đoạt phách hoàn của cô, trước kia hai bà già này làm cướp sao? Hai nữ tướng cướp này đến tối mới trở về, sau khi trở về thì ném cho cô một cái hộp, Asa bà tử nói với cô, ba ngày sau, người thay bộ quần áo này. Thương Mai mở ra xem, một bộ quần áo cưới ánh vàng, khiến mắt chó hợp kim titan của cô cũng phải phát sáng. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là... Áo cưới, tại sao ta phải mặc áo cưới? Thương Mai hỏi bà già gia chủ của ta nhìn chúng ngươi muốn gả ngươi cho chắt trai ngu ngốc của bà à, a xà bà tử lạnh lùng nói trong lòng thương mai tựa như có ngàn vạn con thảo nê mã chạy qua tức giận trào dâng lại không thể nổi giận được lão tiền bối để mắt ta thật sự được sủng mà kinh sợ nhưng mà ta còn chưa có ý định lập gia đình lại cũng tự cảm thấy không xứng với ngu ngốc nhà các ngươi xin các ngươi chọn người vợ hiền huệ khác đi à, a xà bà tử liếc nhìn cô tất nhiên là ngươi không xứng rồi gia chủ của chúng ta coi trọng ngươi, ban phúc này cho ngươi, ngươi phải cảm ơn đi. Thương Mai gật đầu cảm ơn, cảm ơn, nhưng mà ta thật sự đã có hồn ước rồi. Đó là chuyện của ngươi. Asa bà tử nói xong thì xoay người rời đi. Lão cô cô vẫn ngồi trên bờ cát, trên mặt đeo lụa mỏng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt Thương Mai, cũng mặc kệ cô, gọi Asa bà tử đến ngồi bên cạnh, dường như là muốn nói chuyện. Thương Mai muốn bước đến nghe. À xà bà tử tiện tay ném một cái xiên cho cô, đi bắt cá. Thương Mai cầm cái xiên, bước về phía trước mấy bước, bất chợt quay đầu, hung hăng vứt xiên xuống mặt đất, tức giận nói, các ngươi đủ rồi đấy, ta đã nhịn các ngươi rất lâu, rốt cuộc các ngươi là ai? Vì sao lại nhốt ta ở nơi này? Đi bắt cát Asa bà tử lạnh lùng nói, ta bắt cái sao sao nhà ngươi, các ngươi còn không thả ta đi, vị hôn phu của ta biết được, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Thương Mai nổi đoá, lại còn mắng lời thô tục, thật sự là cáu lắm rồi. Mặc dù có ơn cứu mạng, nhưng cũng không thể bắt cóc cô, gả cô cho một tên ngu ngốc được. Vị hôn phu của nàng ta có địa vị rất cao sao? Lão cô cô nhìn A Sa bà tử hỏi. A Sa bà tử nói, cũng coi là cao, Nhiếp Chính Vương. Thương mai sợ hãi, các bà biết, rốt của các bà là ai? Nếu biết vị hôn phu của cô là Nhiếp Chính Vương, vì sao còn muốn gả cô cho cháu trai ngu ngốc vô dụng của họ? người của quý thái phi, người của lão phu nhân, hay là lương thái phó. Mẹ nó, quá nhiều kẻ thù. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên thương mai nhặt cái xiên trên mặt đất, nhào về phía A xà bà tử. Sau một trận, bịch bịch rầm rầm, thương mai cầm xiên, ngoan ngoãn đi đến bờ biển bắt cá. Cô nửa ngồi trên biển, lấy nước rửa mặt và đầu đã sưng đỏ, nhẹ răng nhếch miệng nói, bà già này, ra tay thật hung ác. Mà vũ khí của đối phương, cũng chỉ là một chiếc giày thêu. Cô đường đường là quân y đặc công, lại bị một chiếc giày thêu đánh tơi bởi tan tác, người đánh cô còn là một bà già, mẹ nó thật mất mặt. Tức giận, khi cô bắt cá, A xà bà tử ngồi bên cạnh lão cô cô, chống cầm nhìn thương mai đang bắt cá trong biển, cô nàng này, tính tình đủ táo bạo. Tính tình không táo bạo một chút, sao có thể trấn áp được chắt trai ngu ngốc kia của ta? Lão cô cô thản nhiên nói, lâu lắm rồi ta không được uống rượu mừng, Asa bà tử thở dài thườn thượt, nhưng mà lúc này thứ ta muốn nhìn nhất chính là khuôn mặt tức giận kia của lão thất vô cùng đáng yêu nha. Lão cô cô hừ nói, ngươi cho rằng hắn còn là một đứa bé sao? Một đứa bé qua 6 tuổi thì đều không còn đáng yêu nữa rồi. Cũng không thể nói như vậy, không phải năm đó ngươi cũng luôn nói huệ tổ đáng yêu sao? Asa bà tử nói, dừng lại một lát, nhưng mà chỉ sợ chưa chắc lão thất đã có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi người đây là đang trêu chọc hắn, hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Nếu bà già này không làm như vậy, bước qua được cửa ải của mẫu phi hắn sao? Ánh mắt lão cô cô lạnh lẽo, ngày đó khi bà ta tiến cung, ai ra đã không thích bà ta rồi, một người có dã tâm hay không, có thể nhìn ra được từ ánh mắt, vốn là có thể tỉ mỉ thu xếp tốt hôn sự này, dù sao bây giờ hắn là nhiếp chính vương, qua loa thành thân là bạc đãi hắn. Đúng vậy, sau khi trở về, Hạ Thương Mai nhất định phải là Nhiếp chính Vương phi, như vậy mới có thể đấu một trận với bà ta, nếu cứ chờ vị hoàng thái hậu kia, không biết đến lúc nào hôn sự này mới có thể quyết định. Hơn nữa, hôn sự chưa định, bên phía quý thái phi lại ra tay, cứ lật qua lật lại thế này, không biết đấu đến năm nào tháng nào. Chỉ sợ năm tới cũng không có cách nào thành thân. Lúc đầu ai ra cũng không muốn quản chuyện thành thân này, nhưng mà lão thất không thể chỉ đối phó với dã tâm của mẫu phi mình, hắn còn có việc của hắn, người phụ nữ kia cứ để hạ thương mai chống lại thay hắn đi, phụ nữ với phụ nữ, ra tay sẽ ác độc hơn, A à, Khanh cũng không phải đeo tiếng xấu bất hiếu, triều đại chu ta, nếu như lại để người phụ nữ này làm loạn triều chính, chắc chắn sẽ có man di xâm lấn, bây giờ đã tràn ngập nguy cơ rồi, chỉ có thể trách những người kia, hai mắt đều mù, không nhìn ra. Vị lão cô cô này chính là đương kim thái hoàng thái hậu, con gái của tích nhật long tướng, long triển nhan. chương 294, say rượu. Cảm giác với chính trị của bà nhạy bén hơn bất kỳ kẻ nào, lại sống ở bên ngoài triều đình, thứ bà nhìn thấy cao xa hơn nhiều mấy vị đang ngồi trên cao kia. Bà đã không muốn can thiệp vào chuyện trong triều, nhưng mà, từ sau dịch bánh cương thi, bây giờ Hạ Thương Mai đã có thanh danh rất tốt ở Kinh Thành, bà nhất định phải chủ trì cho hai người thành hôn. Thanh danh của Hạ Thương Mai có thể giúp Mộ Dung Khanh ổn định triều chính, chỉ có ổn định triều chính mới có thể đối phó kẻ địch bên ngoài. Tranh đấu hoàng quyền chỉ là vấn đề nội bộ. Uy hiếp lớn hơn chính là các quốc gia ở xung quanh. Nhất là Bắc Mạc vừa mới ký hiệp ước, kỳ vương gia có thể chống đỡ được hoàng đế Bắc Mạc đang dục dịch ngóc đầu muốn xâm chiếm phía nam. Chỉ sợ không thể, trận chiến này e rằng không thể tránh được. Bà muốn giết Quý Thái phi, nhưng mà bị thân phận long gia áp chế, bà không thể tùy ý giết người, nhất là người của hoàng gia. Nếu lão thất không đồng ý, người định làm thế nào? A bà tử hỏi. Long triển nhan nói, người đi một chuyến, nói cho hắn biết, nếu hắn nghe lời thành thân, hạ thương mai sẽ bình yên vô sự mà trở về. Ừ, cũng được, thật sự là biến đổi bất ngờ, nếu không lăn đi lăn lại thế này, quý thái phi sẽ còn đề phòng, nếu để bà ta biết người hắn phải cưới chính là hạ thương mai, chỉ sợ hôn sự này sẽ còn chút sóng gió, ghét nhất là như vậy, người tự mình hạ chỉ tổ chức tiệc cưới, miễn cho những người kia nói cái gì mà chịu tang, buộc hắn không cách nào thành thân. A Sa bà tử nói xong, xoay người rời đi. Sau khi mộ dung khanh ra khỏi hoàng cung, trong lòng cực kỳ nóng nảy. Trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ thành thân, sau này có rồi, nhưng người hắn muốn cưới lại không có ở đây. Bây giờ muốn hắn cưới một cô gái không quen biết, hắn vô cùng bất mãn. Tiêu kiêu đi vào trong phủ, ôm một vò rượu uống không. Mộ dung khanh liếc nhìn rượu trong ngực hắn ta, nói không. Không uống, Người phụ nữ kia không thích hắn uống rượu. Chân nhướng hảo hạng của cửa hàng lão chân ngoài thành. "Đem đi đi." Mộ Dung Khanh buôn bực nói. Tiêu Kiêu vô cùng bất ngờ, có rượu ngon không uống, người đổi tính rồi sao? "Không có tâm trạng, cũng không muốn uống." Mộ Dung Khanh nói. Bởi vì thái hoàng thái hậu ép người thành thân, Tiêu Kiêu ngồi xuống, lấy chén ở trên bàn rót rượu ra, mùi thơm của rượu tản ra, tràn ngập mọi ngóc ngách trong gian phòng. Không hoàn toàn là như vậy, Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, con người ủ ám. Bởi vì hạ thương mai, Tiêu Kiêu uống một ngụm, cười nói, tình là chi? Lại khiến Nhiếp Chính Vương luôn ham hái khí thế của chúng ta ủ rột không vui như vậy. Mộ Dung Khanh không nói chuyện, chỉ quét mắt nhìn hắn ta. Tiêu Kiêu lại uống thêm một ngụm, như không hề quan tâm chuyện gì khác cười, nhớ nhung đến hao mòn, quen là được rồi, uống một chén đi, trong hiện thực không thể gặp nhau, say rồi có thể gặp nhau trọng mộng. Có ý khác, tiêu kiêu, người còn đang nhớ tiểu cô cô sao? Mộ dung khanh nhăn mày. Tiêu kiêu không nói chuyện, chỉ lo uống rượu. Mộ dung khanh nhắc đến vấn đề này, không nhịn được hỏi, bản vương thật sự không hiểu, lúc trước phụ hoàng để tiểu cô cô hòa thân, ngươi không sợ chết mà quỷ gối bên ngoài ngự thư phòng, câu xin phụ hoàng gả tiểu cô cô cho ngươi, sau này hoàng huynh đăng cơ, hoàng huynh không cho tiểu cô cô hòa thân, ngươi lại lựa chọn cưới một người phụ nữ khác, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Tiêu kiêu hờ hững nói, có lẽ là bởi vì không yêu đi. Không yêu, mộ dung khanh nhìn hắn ta, dáng vẻ này của ngươi cũng không giống không yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như tất cả mọi người nhìn thấy, ta ở bên thanh thu, ta thích nàng, muốn chịu trách nhiệm với nàng, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu kiêu lạnh nhạt cười nói, thối lắm, người căn bản không thích phu nhân hiện giờ của mình. Trước kia nàng ta cũng chỉ là thị nữ bên cạnh tiểu cô cô, sao ngươi lại thích nàng ta? Ngươi lừa gạt ai chứ? Bản vương cũng không phải người dễ gạt. Tiêu kiêu uống một ngụm rượu, trước kia ngươi không hỏi, vì sao bây giờ lại hỏi? Mộ dung khanh sừng sốt, đúng vậy, trước kia hắn không hỏi, luôn cảm thấy đây là chuyện của người khác. Nhưng từ sau khi thương mai hỏi, hắn cảm thấy hứng thú. Chừng nào thì bắt đầu, điều cô thích hắn cũng thích. Đau đớn cứ không hề có điểm báo mà đánh vào trái tim như vậy, trong đầu hắn chợt trống rỗng. Hắn và Tiêu Kiêu đều uống say mềm, buồn lòng uống rượu, loại cảm giác này lại càng khó chịu hơn, trong lúc say mộ dung khanh đá Tiêu Kiêu một phát, Tiêu Kiêu nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu, đáy mắt đã đỏ bừng. "Ta đi tìm nàng." Tiêu Kiêu cố gắng đứng dậy, đi rồi. Tiêu Kiêu đứng bên ngoài phủ công chúa hồi lâu, cuối cùng cũng không đi vào, bị gió đêm thổi qua, đầu óc tỉnh táo ra nhiều, cười khổ một tiếng rồi lảo đảo bước đi mộ dung khanh nằm sấp trên bàn, có người lặng yên bước vào. Hắn lập tức cầm kiếm trên bàn, nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, thân kiếm nằm ngang trên cổ người nọ. Không ai có thể tiến vào phòng hắn ngoài nghiêm vinh, nhưng nghiêm vinh đã bị hắn phái đi rồi. Cho dù đang say rượu, cho dù là đang ở trong phủ của hắn, hắn cũng phải giữ lòng cảnh giác cực cao, đây là nỗi buồn của hắn. Người đến là Asa, bà ta giơ tay đẩy kiếm của hắn ra, thản nhiên nói, lâu như vậy không gặp, lại đối xử với A xà bà bà của ngươi như vậy sao? Mộ dung khanh thu kiếm lại, mất hứng nói, muốn đến thuyết phục bản vương. Không thể nào. A xà ngồi xuống, trong không khí nồng nặc mùi rượu, mượn rượu giải sầu. Để bà già kia biết, người liệu là chịu đi. Bây giờ bà ấy để bản vương dễ chịu sao? Mộ dung khanh nặng nề buông kiếm, bà ấy muốn bản vương cưới ai? Người muốn cưới ai? A xà hỏi. Mộ dung khanh nói, không muốn cưới ai, bản vương không muốn thành thân. A xà lắc đầu, người có người muốn cưới nhưng lại không cưới được. Bà già kia bảo ta đến nói với ngươi, nếu như ngoan ngoãn kết hôn, bà ấy sẽ tìm hạ thương mai trở về. Bỗng nhiên mộ dung khanh ngẩng đầu, thương mai không chết. Giao dịch này được chứ? A xà nhìn hắn hỏi. Mộ dung khanh gật đầu, được, chỉ cần bà ấy giữ lời hứa. Có lúc nào bà ấy không giữ lời hứa? A xà hỏi. Dù sao nói lời này ra. Người xấu hổ cũng không phải bà ta." Mộ Dung Khanh cười lạnh, "Không bằng chúng ta dùng một cách hỏi khác, có lúc nào bà ấy giữ lời hứa?" A à, Sa mặt không đổi sắc nói, "Chuyện mọi người đều biết, còn nói nữa cũng không có ý nghĩa, nhưng A à, Sa bà bà có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng thành thân, chắc chắn Hạ Thương Mai sẽ còn sống trở về." Mộ Dung Khanh nói, "Nhưng mà, nếu như bản vương thành thân rồi, Hạ Thương Mai còn chưa trở về, ngày hôm sau, bản vương sẽ hưu thê." một lời đã định, A xà nói xong, thuận tay cầm rượu còn chưa uống, xoay người nói, rượu ngon của cửa hàng lão chân. Ta mang đi. Khi đi đến cửa, khóe mắt liếc nhìn mấy vò rượu đặt ở góc tường, lại quay đầu ôm một vò, người cũng không uống nhiều như vậy. Mộ dung khanh hận nghiến răng, cướp bóc. Quá khen rồi, A xà nghênh ngang rời đi. Mộ dung khanh ngồi xuống, cảm giác choáng váng đã tan đi phần nào, nhưng mà, trong lòng vẫn còn lo lắng. Không phải hắn không tin Asa, nhưng mà, cô thật sự còn sống sao? Hắn phái người đi tìm lâu như vậy nhưng vẫn không có tin tức, hắn nói với tất cả mọi người là cô vẫn chưa chết, nhưng thật ra trong lòng của hắn đã sớm biết, cô không có khả năng còn sống. Đây sẽ là một hy vọng giả dối sao? Nếu như sau khi thành thân, cô vẫn chưa trở về, làm thế nào để ổn định trái tim đã loạn nhịp này đây? Chương 295: Mượn lễ phục. Thanh vân các của Quý thái phi Thái Hoàng Thái Hậu Đích Thân hạ lệnh ban hôn, ba ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ, người có biết đó là cô gái nhà nào không? Quý Thái Phi hỏi A Phúc. A Phúc đáp, vâng không ai biết hết, e rằng ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không biết. Không, ai ra nghĩ rằng bà ta biết, Quý Thái Phi suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nghĩ ra đó là cô gái nhà ai mà khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu lại thích đến vậy, thậm chí người còn không ngại xuống núi để ban hôn. Điều này khiến bà ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. A Phúc nói, bất kể là ai cũng đều tốt hơn Hạ Thương Mai. Quý thái phi nói, đúng vậy, quả thật tốt hơn so với Hạ Thương Mai. Bây giờ Hạ Thương Mai đã nổi tiếng, mọi người gần như xem nàng ta là Bồ Tát. Nếu nàng ta không chết mà quay về gả cho Mộ Dung Khanh, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. A Phúc gật đầu nói, đúng vậy, nếu Hạ Thương Mai trở về sẽ không có lợi cho thái phi và Nam Hoài Vương. Hôn sự lần này gấp gáp như vậy, chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho dù bây giờ gửi thư cho Nam Hoài Vương, Vương gia cũng không thể quay về kịp. Chỉ bằng quý thái phi vào cung bàn bạc với Hoàng thái hậu, xem ngày cưới có thể hoãn lại được hay không, nói là để Nam Hoài Vương kịp trở về uống ly rượu mừng của huynh trưởng. Việc này cũng không quá đáng lắm. Quý thái phi xua tay, không được, Thái hoàng thái hậu làm chuyện này, ai ra nghi ngờ chính là muốn mau chóng hoàn thành hôn sự, ngăn cản không cho lão bát trở về. Nhưng, Vương gia không phải là chịu tang sao? người có thể dùng lý do này để nói với Hoàng Thái Hậu, sau đó để Hoàng Thái Hậu nói với Thái Hoàng Thái Hậu không được sao. Cũng không thể thành hôn trong lúc chịu tang, đúng không? A à, Phúc nói. Quý Thái Phi nói, từ lúc tư trúc cô cô chết đến nay vẫn chưa đủ 100 ngày, nếu trong vòng trăm ngày mà thành hôn, là vì báo hiếu. Thái Hoàng Thái Hậu đã lợi dụng sơ hở này, cho nên lý do này không thể được. Nếu cha mẹ đẻ qua đời thì chịu tang trong 27 tháng hoặc 3 năm, cha mẹ nuôi qua đời, chịu tang trong vòng một năm, đây là phong tục của Đại Chu. Cũng có một trường hợp, đó là thành hôn trong vòng 100 ngày kể từ ngày cha mẹ qua đời, là vì báo hiếu. Dân gian đều làm như vậy, mà trên phép tắc cũng đã nói rõ rằng nếu có lý do bất đắc dĩ thì cũng có thể làm trái luật giữ đạo hiếu. Tuy nhiên, các gia đình quyền quý hay thậm chí là quý tộc hoàng gia hiếm khi làm điều này. Bởi vì, những người này đều chú trọng đến hai từ cấm kỵ, tang lễ vừa kết thúc thì tổ chức hôn lễ, ít nhiều cũng có phân xui xẻo. Những người phú quý vinh quang thì càng không muốn làm như vậy, thà chờ đợi một năm hoặc ba năm. Với lại, ngày nay việc chịu tang cũng không còn nghiêm minh như vậy nữa, rất nhiều nhà đều chịu tang một năm. Một trăm ngày này và một năm cũng không có gì khác nhau, các quý tộc nhà cao cửa rộng tổ chức hôn lễ cũng phải chuẩn bị mất mấy tháng. Thậm chí, nếu muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng thì cũng phải chuẩn bị mất một năm trở lên a phúc vô cùng tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội lần này nếu vương ra về kinh vào lúc này thì tốt rồi quý thái phi cũng nghĩ vậy nhưng xem ra hôn sự lần này không có cách nào để lão bát trở về tuy nhiên hai từ chịu tang trái lại cho bà ta một lời nhắc nhở nếu không phải về vì hỷ sự vậy có thể về để chịu tang cũng được chứ đúng rồi lão phu nhân của tướng phủ thật sự đã qua đời rồi sao quý thái phi hỏi a phúc nói chết ở vùng dịch bị mọi người đánh chết thật thảm thương đánh đến mức mặt mày không còn nhìn rõ lý tướng quân thu dọn thi thể nhưng lại bị mọi người tranh giành một trận nói là để thi thể của bà ta không còn nữa quý thái phi nghĩ đến thủ đoạn của bà ta thật đáng tiếc nếu có thể sử dụng được bà ta vậy lão phu nhân này cũng là một trong những quân cờ mạnh của bà ta hiện giờ hạ thừa tướng vẫn còn ở trong nhà lao của bộ tư pháp thái phi có muốn đến đó không a à, phúc ngập ngừng hỏi Quy Thái Phi cười nhạt, không còn lão phu nhân, hạ thừa tướng thì có tác dụng gì. Ba ngày để chuẩn bị cho một hôn lễ hoành tráng, thật sự làm khó lễ bộ và người trong phủ. Tất cả đều cố gắng hết sức, trước tiên là trang trí lại vương phủ, sau đó chuẩn bị các công việc khác cho hôn lễ. Nhưng cũng tiết kiệm được bất chuyện, đó là không biết cô dâu là ai, nên cũng không cần phải chuẩn bị quá nhiều xính lễ. Nhưng một hôn lễ hoành tráng tổ chức trong ba ngày thì thật sự là quá sức để tiết kiệm thời gian, bên phía nội vụ đi tìm Hồ Hạnh Nhi của đỉnh Phong Hào, để cho nàng ta đảm nhiệm bữa tiệc, tức là tất cả các món ăn và nguyên liệu trong bữa tiệc cho đến đầu bếp đều do tụ hiên cư dưới sự chỉ đạo của đỉnh Phong Hào chuẩn bị. Tuy nhiên do trong vương phủ không tổ chức yến tiệc quy mô lớn, cộng thêm ý chỉ mà Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ xuống, các quan viên trong triều đình đều phải tham dự, đồng nghĩa với việc khách mời sẽ rất đông. Điều khiến nội phủ phiền não nhất là hỷ phục của Tân Lang, phải làm sao đây? chỉ có ba ngày, thợ theo dù thức đêm làm việc cũng không kịp. Do đó, công việc theo thùa hỷ phục của thân vương rất phức tạp, tinh tế, xem như làm trong nửa năm, cho dù không quá chú trọng thì cũng phải mất ít nhất một tháng. Trong ba ngày, đi đâu để làm ra bộ hỷ phục hoàn hảo cho thân vương? Nội vụ gần như hỏng bét, bất đắc sĩ tổng quản nội phủ đi tìm Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu may thì không kịp nữa, làm thế này đi, ngày thành hôn của lễ thân vương, hỷ phục là do ai ra đích thân ra lệnh cho người làm, để ai ra đi mượn. Tổng quản nội phủ cười khổ, hỏi lễ thân vương mượn đồ, việc này không phải khó hơn so với việc may gấp sao. Lễ thân vương không phải người keo kiệt hay bùn xỉn, mà là hắn ta cho rằng đồ của mình không thể cho người khác mượn. Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, ai ra tự có cách. Sau khi tổng quản nội vụ rời đi, Hoàng Thái Hậu hạ lệnh cho tôn công công sắp xếp, sau đó chuyển lễ thân vương vào cung. Quả nhiên, khi lễ thân vương nghe hoàng thái hậu hỏi mượn hỷ phục, khuôn mặt không vui nói, hỷ phục không thể mượn, làm sao mượn được chứ? Nếu mượn thì chỉ mượn khố quần thôi. Lão Tam, đây không phải là bất đắc dĩ sao? Hoàng thái hậu thuyết phục. Người cũng có thể mượn người khác mà, tại sao lại đi hỏi bản vương? Lễ thân vương nói, A à Khanh là nhiếp chính vương, trong số tất cả các thân vương, lễ phục của ngươi là đẹp nhất. Lễ thân vương hừ lạnh nói, thành thân không phải là chuyện gì to tát, người sao lại chú trọng như vậy. Không thể chỉ tùy tiện mặc một bộ đồ thôi sao, có thể dùng chiều phục thân vương hay chiều phục nhiếp chính vương cũng đẹp mà. Thôi được rồi, ai ra không hỏi ngươi nữa, ta nhớ là ngươi trước kia đã nói với ta. thì phục của ngươi cũng rất quan trọng, sau này nói không chừng còn phải cưới nữa. Ngươi giữ lại đi, để không phải may cái khác. Hoàng Thái Hậu nói lễ thân vương sửng sốt nói trước đây không phải là nói đùa sao khi thành hôn do không thích vương phi không xinh đẹp lại rất dữ dẫn nên khi vào cung mọi người đều bàn tán chuyện này nói vợ hắn ta hung dữ vì vậy mà hắn ta mới nói sau này hắn ta sẽ cưới một người khác đều là những lời khi tức giận mà nói ra thế mà đã biến thành chuyện cười theo cả đời dù là nói đùa hay nghiêm túc ta cũng đã nhiều lần nghe ngươi nói vợ ngươi không phải người bình thường bây giờ nghĩ lại giữ lại hỷ phục cũng tốt ai ra không biết khi nào ngươi thay một người vợ khác lễ thân vương trợn to hai mắt nói càn bổn vương lúc nào nói nàng không phải người bình thường người nói nàng ta rất dữ dằn không phải sao lễ thân vương suy nghĩ một chút từng nói người nói nàng ta thô lỗ lễ thân vương gật đầu đã từng nói qua người nói nàng ta không đẹp lễ thân vương nuốt nước bọt cái này đẹp hay không đẹp không quan trọng nhìn thuận mắt là được hai, người ta đường đường là công chúa gả cho ngươi, mà bị ngươi nói nàng thô lỗ, dữ tợn, khó coi. Thật đáng thương cho nàng, Hoàng Thái Hậu thở dài. chương 296, hỏi thăm. Ngay cả khi lễ thân vương không có tâm cơ, hắn cũng có thể nhìn ra ý xấu đằng sau từ những lời này của Hoàng Thái Hậu. Quả nhiên, nhìn thấy sau tấm bình phong có người đi ra, đang trợn hai mắt nhìn hắn ta hung dữ. Thô lỗ, không đẹp. Từng lời chất vấn đồn dập đến, làm nổ tung bên tai lễ thân vương. Lễ thân vương chậm rãi nói, có hung một chút, nhưng không chịu được bị người ta ức hiếp, đây là một ưu điểm. Thô lỗ cũng có, nhưng cũng tốt hơn so với nữ nhân kiêu ngạo. Nói không xinh đẹp là không đúng, quan điểm thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Người nhìn người xem, mũi ra mũi, mắt ra mắt, chỉ là da hơi ngăm đen một chút, trong mắt bổn vương như này đã rất đẹp rồi. Công chúa Bắc An, vương phi A-man của lễ thân vương quả thực không xinh đẹp, theo quan điểm thẩm mỹ của đại chu nàng không tính là đẹp bởi vì làn da của nàng hơi đen nhưng trên thực tế đường nét trên khuôn mặt của nàng rất đẹp nếu đặt trong xã hội hiện đại cũng được coi là một mỹ nhân a man cười chế nhạo vậy bộ hỷ phục của ngươi để lại là muốn gả thêm một vương phi nữa sao sớm biết ngươi ghét bỏ ta vì ta không thể sinh con được ngươi cứ giữ lại đi ngày mai ta sẽ trở về bắc an cũng không làm mất thể diện của ngươi nữa không được bổn vương làm sao có thể ghét nàng. Trên thực tế, là hắn luôn nhìn sắc mặt của nàng để nói chuyện, được không? Hoàng Thái Hậu ân cần an ủi, đừng cãi nhau nữa, trở về đi, ai ra sẽ tìm người khác mượn hỷ phục. Lễ thân vương khiển trách, người tìm người khác làm gì? Bổn vương không phải có sẵn sao, bộ hỷ phục này cả đời chỉ dùng một lần, bỏ đi thì phí lắm, Hoàng Thái Hậu phái người vào vương phủ lấy đi. Hoàng Thái Hậu nhướng mày, lão tam, không cần miễn cưỡng ai ra có thể mượn người khác, nếu không được thì cũng có thể kêu A Khanh mặc triều phục của thân vương hoặc nhiếp chính vương cũng được. Lễ thân vương liếc nhìn đôi mắt rực lửa của A Man, nói bậy gì vậy? Thành thân nhất định phải mặc hỷ phục. Hoàng Thái Hậu cười, được, tôn công công, phái người đi theo lễ thân vương trở về lấy hỷ phục. A Man cúi người, mẫu hậu, bọn con đi đây. Nàng nhìn lễ thân vương một cách dữ tợn, dẫn đầu đi ra ngoài. Lễ thân vương ung dung thong thả chắp tay, sau đó bước chân tao nhã đi ra, vừa ra khỏi cửa ngay khúc cua thì chạy như bay, hô to: "Nương tử, chờ đá, chờ bổn vương chút." Hoàng thái hậu cười cười, Tôn công công nói: "Hoàng thái hậu, lần này sợ rằng vương gia sẽ ghi hận với người rồi." "Không quan trọng, chỉ cần bồi tội hắn tử tế, hắn sẽ tha thứ cho ai ra, hắn không tha thứ, bản thân hắn cũng cảm thấy không thoải mái." A Man cũng khó có thể chịu được tính tình này của hắn nô tài cảm thấy quan hệ giữa lễ thân vương và phu nhân rất tốt. Tôn Công Công nói, đúng vậy, lúc đầu tuy nói hôn nhân này là hòa thân, nhưng lão Tổ Tông đã từng nói, Aman là người hàng phục hắn. Lão Tam lớn lên bên cạnh lão Tổ Tông, nhưng lại không dính một chút tính khí náo loạn của lão Tổ Tông, mà càng ngày càng thấy chính trực. Bà ta khẽ thở dài, điều đáng tiếc duy nhất là Aman vẫn chưa sinh con. Cẩn Thái Phi đã nhiều lần nói trước mặt ai ra, muốn tìm một chắc phi cho nó, nhưng nó không đồng ý và để ai ra ra mặt nói ai ra cũng không thể làm loại chuyện hủy hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta như thế được tôn công công nói không biết nếu như đại tiểu thư chưa chết liệu có thể chữa được bệnh hiếm muộn của công chúa không ta không biết tiếc là người cũng không còn nữa hoàng thái hậu không khỏi tiếc nuối lão thất đáng thương nhất ai ra vốn tưởng rằng hắn có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp chỉ mong ý chỉ lần này của lão tổ tông đối phương là một cô nương tốt ánh mắt của thái hoàng thái hậu không tệ hoàng thái hậu ậm ừ quý thái phi gần đây có động tính gì không tôn công công nói mấy ngày nay không thấy quý thái phi vào cung thỉnh an hy vọng tâm tính của nàng ta thực sự thay đổi như chính nàng ta đã nói tôn công công nhìn bà ta nhưng không phải hoàng thái hậu không tin sao hoàng thái hậu xoay hạt phật trong tay ai ra muốn tin nhưng ai ra cố hiểu nàng ta nàng ta từ nhỏ đã rất mạnh mẽ bà ta nhìn thấu nhưng hy vọng mọi thứ đều ổn ở trong hậu cung nhiều năm tuy biết ý nghĩ này rất ngây thơ nhưng lại có thể làm gì bọn họ dù sao cũng là chị em ruột ba ngày sau hôn lễ được tổ chức như đã định bên phía mộ dung khanh ngược lại xử lý tốt đâu vào đó cũng đã thuyết phục được hắn nhưng thương mai lại không muốn mặc quần hỉ phục nhưng hiển nhiên hai người phụ nữ không có ý định thuyết phục cô lão cô cô trực tiếp ra lệnh giải dòng cái gì đánh ngất rồi ném lên thuyền chói nàng ta đưa lên kiệu hoa là được a xà tiện tay cầm một cây gậy bước tới chỗ thương mai cô nhìn cây gậy trên cánh tay cường tránh của nàng ta khéo léo nói ta đi thay hỷ phục a xà quay lại nhìn lão cô cô ngoan như vậy sao đánh một trận thì không thể không nghe lời lão cô cô quay người thả chim bồ câu thấy một chiếc thuyền xuất hiện ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển trong lòng thương mai đã có sẵn kế hoạch hiện giờ trước tiên ngoan ngoãn phục tùng đợi thuyền về đất liền thì bắt đầu thực hiện kế hoạch chạy trốn của mình buồn nhất là chiếc nhẫn đã bị lấy mất chỉ để lại cho cô một sợi dây cũng như vậy cô không biết mình có thể làm gì cô ghét bỏ ném sợi dây xuống đất rồi vào rừng thay quần áo sợi dây rõ ràng là có tác dụng cuối cùng cũng trói vào chân cô cô bị trói và ném lên thuyền thông minh như cô cũng không bằng một người mưu đồ như long triển nhan sau khi lên thuyền thương mai bị ném vào trong khoang thuyền cô cười nhạo, tưởng sợi dây cũng có thể trói được ta. Cô rút chủy thủ ra, chủy thủ không bị lấy đi, lúc này cũng đã có hữu dụng. Cô chỉ biết cây chủy thủ kia rất sắc bén, cắt một sợi dây thường như thế này, quả thực là một chuyện dễ dàng. Nhưng, cắt một lúc, sợi dây lại không có một chút dấu hiệu đứt ra, không chỉ không đứt, thậm chí không có một chút tổn hại nào. Cô vô cùng tức giận, đây rốt cuộc là thứ gì? Sao bền như vậy? Cô dùng sức giấy ruộng, cọ sát, nhưng phát hiện càng dễ dụa, thì sợi dây càng siết chặt. Cô bắt đầu ý thức được sợi dây cũ này không giống như bề ngoài. Asa đẩy cửa đi vào, trong tay cầm hai món điểm tâm, nhìn thấy chủ thủ trong tay cô, nàng ta cười lạnh, ngươi nên tiết kiệm sức lực đi, dây thừng đó không phải là thứ mà ngươi có thể cắt được đâu. Thương Mai tức giận nói, các người sao có thể như vậy? Mau thả ta ra. Xuất Giá đương nhiên sẽ thả ngươi ra, ngươi gấp cái gì? đến lúc đó ngươi coi trọng tên ngốc nhà chúng ta còn tạ ơn bọn ta không kịp đó chứ a xa để điểm tâm lên bàn ăn đi ăn xong mới có sức mà chạy thương mai quả thực rất đói hơn nữa để bọn họ buông lỏng cảnh giác cô cầm điểm tâm lên ăn vẫn chưa kịp ăn xong thì cô cảm thấy đầu mình hơi nặng cả người như quay cuồng cô hoảng sợ nhìn điểm tâm trong tay đây là thứ gì có độc trước khi ngất đi cô nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt Asa, cô gái ngốc, muốn chạy. Làm sao có thể chứ, bọn ta cũng không phải là những người hèn nhát mà ngươi đối phó trước kia. Ta hỏi thăm cả nhà ngươi, thương mai lầm bầm nói, chậm rãi nhắm mắt lại. chương 297, Thành Thân. Dân chúng trong kinh thành đều rất phẫn nộ trước tin mộ dung khanh thành thân. Bởi vì trước kia, hắn đã có hôn ước với Hạ Thương Mai, vậy mà bây giờ, xác của Hạ Thương Mai còn chưa được tìm thấy, Hắn lại vội vội vàng vàng thành thân. Nhưng Mộ Dung Khanh cũng là người có công dẹp yên bệnh cương thi, cho nên mọi người cũng không dám trách móc hắn nặng nề. Còn có người thanh minh cho hắn, nói là hắn cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Dù sao đây cũng là do Thái Hoàng Thái hậu ban hôn, làm sao hắn có thể làm trái được. Mọi người lập tức rời ánh mắt, trong cung tuyên bố với bên ngoài là Hoàng Thái hậu đã chết, bây giờ bà ta lại đột nhiên sống lại, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng, có ông lão nói rằng, hễ là chuyện xảy ra trên người Long Thái hậu thì không có gì là kỳ lạ cả. Dù chuyện có quái đản như thế nào, chỉ cần có liên quan đến bà ta thì đều trở nên hợp tình hợp lý. Dù sao trong tiếng bàn tán, Mộ Dung Khanh cũng sắp thành thân rồi. Mộ Dung tráng tráng và Trần Loan Loan là hai người cảm thấy bất bình thay cho Thương Mai nhiều nhất, nhưng họ có thể làm được gì chứ? Loan Loan phàn nàn với Trần Thái Quân, "Tổ mẫu, ngày trước người từng nói để các ca ca đi bảo vệ Thương Mai. Kết quả, Thương Mai không quay lại, các ca ca cũng không biết đã đi đâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ? Trần Thái Quân mỉm cười, cô nương ngốc nghếch này, phải bình tĩnh thì mới làm nên việc lớn. Có lẽ đến cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ như chúng ta mong muốn thì sao? Trừ khi Thương Mai quay lại, nếu không làm sao có thể như chúng ta mong muốn được chứ? Con không tin, có lẽ nàng ấy sẽ quay lại chăng? Loan Loan a à lên một tiếng, tổ mẫu, có phải người biết chuyện gì đó nhưng không nói. Trần Thái Quân chỉ cười mà không nói. Loan Loan nhìn bà ta, mỗi lần gặp mặt mà bà ta lộ ra nét mặt này, chứng tỏ đang có nhiều ngụ ý. Ngày diễn ra hôn lễ, cả kinh thành rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì vừa sáng sớm, người trong cung đã dán thông báo của hoàng thượng, nói với mọi người rằng, nhiếp chính vương thành thân, nên tất cả những nhà làm nông được miễn thu thuế nửa năm còn các nhà làm ăn, buôn bán thì giảm thuế xuống nửa năm. Cho dân lợi ích thì có thể trấn an lòng dân. Yêu cầu của dân chúng rất đơn giản, chỉ cần bạn cho tôi tiền, hoặc không cướp tiền của tôi đi là được. Chiều này của Thái Hoàng Thái Hậu đã dẹp yên mọi lời bàn tán. Có thể thấy, ngân lượng là một thứ vô cùng dễ dùng và hữu dụng, đặc biệt đó còn không phải là ngân lượng của mình. Bởi vì trong ý chỉ đã nói rõ ràng, bắt buộc mọi người phải mang theo những lễ vật long trọng đến chúc mừng, nhưng định nghĩa của cụm từ lễ vật long trọng này, rốt cuộc là như thế nào? Thật ra, cũng không có định nghĩa chính xác nào cả, nhưng nếu bạn mang theo một con gà hoặc một bình rượu đến, chứng tỏ không đủ thành ý. Điều đó rõ ràng đang tát thẳng vào mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Một vài quan viên không biết, bèn đi xin Lão Thái Quân chỉ bảo. Dù sao, Lão Thái Quân cũng là nữ tướng do chính tay Thái Hoàng Thái Hậu tuyển chọn, bà ấy hẳn là rất hiểu tính cách của Thái Hoàng Thái Hậu. Lão Thái Quân chậm rãi nói, về chuyện các ngài muốn hỏi, ta đây quả thật không tiện nói, nhưng theo ta thấy thì nên tặng ngân lượng. Ngân lượng ư? Lão Thái Quân gật đầu, đúng vậy, ngân lượng là thực tế nhất. Theo như ta biết, Thái Hoàng Thái Hậu là một người rất thiết thực, người cũng không thích những lễ vật xa hoa, lộng lẫy. Vậy ngày trước khi tặng lễ vật, đều là tặng ngân lượng hết sao? Tặng bao nhiêu là thích hợp? Đáy mắt lão Thái Quân lộ ra tia giảo hoạt, nếu thích hợp mà nói thì tặng bao nhiêu cũng là thích hợp. Một đồng, một lượng, thậm chí là một trăm lượng cũng thích hợp. Nếu là một nghìn lượng thì càng thích hợp hơn. Hiểu rồi, hiểu rồi, các quan viên đồng loạt xin cáo lui. Ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi các quan viên, còn mở tiệc chiêu đãi các gia đình giàu có trong kinh thành. Cái gọi là gia đình giàu có, đương nhiên không phải là cứ mở cửa hàng trong kinh thành thì được coi là gia đình giàu có. Phải là những gia đình giống như nhà họ Hồ, nhà họ Lương mới được mời. Hồ Hạnh Nhi đi đầu, làm tấm gương sáng, tặng 10.000 lượng cho phủ của nhiếp chính vương, nên được coi là khách quý. Tiếp theo đó là 15.000 lượng, 2.000 lượng, ai cũng hy vọng có thể trở thành khách quý của phủ nhiếp chính vương. Quan viên đương nhiên không dám tặng quá nhiều, Lão Thái Quân cũng nói rồi, nếu nhiều hơn 1.000 lượng, sẽ giấy lên nghi ngờ tham ô, đút lót. Dù sao, 1.000 lượng đã là nhiều lắm rồi. Thế nhưng, người bị chịu ảnh hưởng, có lẽ chính là mấy quan viên đang âm thầm tính toán trong lòng kia. họ mang theo sự liêm khiết, thanh bạch của mình đến, có người còn thật sự mang theo một con gà. được, lễ vật long trọng đúng không? thế thì kèm theo một giỏ trứng gà. tiêu thắc tức giận không đến buổi tiệc diễn ra hôn lễ. vẫn là tiêu kiêu lôi hắn đến đó, vừa đi vừa trách mắng hắn. người bên cạnh không đi, thì đệ cũng nên đi chứ. đệ cũng biết phương gia chẳng qua là bất đắc dĩ, để còn ở đây làm ra vẻ cái gì chứ? tiêu thác ủy khuất nói ngài ấy nên lấy hạ thương mai mới đúng mặc dù ta cũng không thích hạ thương mai lắm nhưng ngoại trừ nàng ta thật sự không có ai xứng làm nhiếp chính vương phi cả để cũng không biết đối phương là ai mà dám nói câu này ư tiêu kiêu hừ một tiếng ai cũng không xứng chỉ có nàng ta là xứng thôi tiêu thác nghĩ đi nghĩ lại quả thật rất không cam tâm vì sao thái hoàng thái hậu lại muốn làm chuyện này ép phương ra thành thân thì có lợi ích gì chứ Bây giờ, chuyện trong kinh thành nhiều vô kể, chuyện của hạ hòe quân còn chưa phán quyết, cũng chỉ có một lão phu nhân trong tướng phủ chết mà đã định bỏ qua rồi ư. Căn bệnh cương thi này bắt nguồn từ trong tướng phủ, nó đã hại chết bao nhiêu người, hạ thương mai cũng chết rồi. Còn chưa xử lý ổn thỏa chuyện trong tướng phủ, ngược lại còn bảo vương ra thành thân, cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc có ý gì. Không phải bây giờ đang xử lý rồi sao? Hạ hòe quân cứ như vậy bị định tội rồi còn gì? tiêu kiêu tức giận nói lúc này sắc mặt của tiêu thác mới giãn ra một chút đuổi theo được trần nguyệt nhung chưa bà ta cố ngân lượng trong tướng phủ chỗ ngân lượng đó đều là của hạ thương mai sau này hạ thương mai quay lại chúng ta phải ăn nói với nàng ta như thế nào tiêu kiêu dừng lại nhíu mày nhìn hắn tiêu thác để cũng không còn nhỏ tuổi nữa đừng suy nghĩ đơn thuần như vậy có được hay không hạ thương mai sẽ không trở về nữa đâu để cũng đừng nhắc đến hạ thương mai trước mặt vương gia hôm nay tâm trạng của mọi người đều không tốt chúng ta đến góp vui thôi là được rồi tiêu thác cũng không nói gì nữa nhưng trong lòng hắn vô cùng khó chịu hắn luôn trông mong hạ thương mai sẽ trở về cho dù phần trăm cơ hội sống sót của cô là không hay là bao nhiêu nhưng không ai tìm được xác của cô cả được rồi có khả năng là bị cá lớn ăn thịt mấy ngày nay các quan viên trong phủ và bộ lễ đều tất bận Đón tiếp khách khứa, nhận lễ vật, ghi chép, sắp xếp nghi lễ. Phía nhà họ Hồ đã đến từ sớm, bàn tiệc đã được đặt xong, đèn lồng đỏ lớn cũng được treo lên cao khắp nơi, chỉ ngoại trừ chỗ Quý Thái phi. Theo tục lệ, cũng nên treo đèn màu trong sân của Quý Thái phi mới đúng, dù sao cũng là con trai bà ta kết hôn mà. Nhưng Quý Thái phi lại nói với người của bộ lễ rằng, ở đây mới có người chết, không nên treo đèn lồng đỏ, rồi đuổi họ đi. Không còn cách nào khác. Người của bộ lễ đành phải dán một tờ giấy đỏ lên thân cây lớn bên ngoài thanh Ninh Các, coi như có hỷ tin mừng. Mộ Dung Khanh bị thái giám tư lễ, người chuyên về các lễ nghi, trong cung ấn xuống, dặm phấn, trang điểm rồi mặc quần áo. Nhìn người đàn ông chỉ chuyên mặc những bộ quần áo màu đen, trầm, lúc này lại khoác lên mình bộ quần áo đỏ rực, trong lòng mọi người đều rất vui mừng. Hóa ra, Vương gia thật sự rất anh tuấn, hơn nữa, màu đỏ của quần áo kết hợp rất hài hòa với gương mặt lạnh lùng của hắn. Tổng quản trong phủ gào đến mức khàn cả cổ họng, ra ra vào vào, đi đi lại lại, giống hệt một con quay. Ông ta chỉ huy đội danh dự đến cổng tiếp đón khách khứa. Giờ lành là buổi trưa, bây giờ cũng sắp đến trưa rồi. Lúc trước nói rằng, nàng dâu mới sẽ đến vào buổi trưa, cho nên tổng quản cũng vô cùng căng thẳng, khẩn trương. Tuy nhiên, Điều kỳ lạ trong hôn lễ này chính là trên gương mặt của tất cả khách khứa đều toát lên vẻ trịnh trọng, chứ không phải là vui mừng bởi ngoại trừ ngồi đợi nàng dâu mới họ còn đợi thái hoàng thái hậu bà ta có đến không đương nhiên cũng không quá nhiều người hy vọng bà ta đến dù sao mánh khóe của bà ta cũng rất lợi hại nếu không vui thì gặp ai oán hận người đó hơn nữa nhiều khách khứa ở đây cũng làm nhiều điều mờ ám sợ bị nắm thóp nếu bị trách mắng thì sau này sẽ không trải qua những tháng ngày yên ổn được trong cục diện lộn xộn này đột nhiên nghe thấy tiếng pháo vang lên trước cổng phủ nhiếp chính vương, sau đó, đội danh dự biểu diễn khúc phượng cầu hoàng. Nàng dâu mới đến rồi. chương 298, Tân Nương Đâu. Kiệu hoa đỏ thấm từ cửa ngõ đi đến, đỉnh kiệu được làm bằng bạc đội tấm vải đỏ, kiệu hoa là đích thân lễ thân vương chế tạo, kiệu được làm từ gỗ lim, rất cao quý xa hoa. Kiệu hoa rất lớn, nâng kiệu hoa phải cần 12 người, mọi người nhìn kỹ 12 người nâng kiệu càng nhìn càng thấy quen mắt. Lại nhìn kỹ không khỏi trợn tròn mắt, đây không phải 12 vị tướng quân của Trần ra sao? Kiệu lớn tám người khinh đã cao cấp lắm rồi, giờ lại để 12 vị tướng quân nâng kiệu hoa vì nàng, vị tân nương tử này rốt cuộc là ai? Kiệu hoa ngoài 12 vị tướng quân nâng ở ngoài thì không có ai đi theo, đến cả đội ngũ đưa dâu cũng không có, nha hoàn hay gã sai vặt cũng không có, điều này thật sự là kỳ quái. Mộ Dung Khanh đứng ở cửa, tức giận đến xanh mặt để bọn họ 12 người đi bảo hộ thương mai, không biết đi nơi nào, giờ còn nâng kiệu hoa đi đến đây. Đến giờ phút này, nội phủ tổng quản mới phát hiện là đã quên một đại sự, đó là không có hỉ nương. Thật sự là ngày xấu rồi. Hiển nhiên khách mời cũng phát hiện ra điều không thích hợp, xung quanh đều nhìn xem, không thấy hỉ nương đi tới bảo vương ra đi đá kiệu. Tổng quản cùng lại bộ thượng thư sốt ruột đến mức quay vòng vòng, kiệu hoa cũng đến cửa phủ rồi, mà hỉ nương biết tìm ở đâu chứ đang sốt ruột thì thấy lương thị đi tới thỉnh tân lang tiến lên đá kiệu lương thị hôm nay đi cùng phụ thân đến đây uống rượu mừng tặng đại lễ mặc dù nàng chưa từng làm hỷ nương nhưng ở tấn quốc công phủ chủ trì qua mấy hôn lễ cũng biết đại khái những thứ cần làm mộ dung khanh không tình nguyện đá cửa kiệu một cái lương thị tiến lên vén rèm lên lại phát hiện bên trong kiệu không một bóng người lương thị giật mình hỏi trần tướng quân tân nương tử đâu Mười hai vị tướng quân của Trần ra hai mắt nhìn nhau, bộ dáng ta cái gì cũng không biết. Vương Phủ nhất thời trở nên ồn ào, Tân Nương Tử không thấy, hôn lễ này phải làm sao. Tất cả mọi người đều nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nháo một trận lớn, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu rất là oan uổng, bà hiện giờ đang ở xa nhìn nổi trận lôi đình, người đâu? Ta à, xà cũng giật mình, người đâu? Hỏi người đó. Người hỏi ta, ta hỏi ai? Ta à, xà một bộ ta cái gì cũng không kiết. Thái Hoàng Thái Hậu nheo mắt nhìn mọi người chằm chằm, cuối cùng chăm chú nhìn mặt Mộ Dung Khanh, không đúng nha, thằng nhãi này bộ dáng một chút cũng không ngạc nhiên, hắn động tay động chân sao? Xem xem, à A xà xem qua, gật đầu nói, xem ra là hắn. Thái Hoàng Thái Hậu thực sự rất buồn bực, kêu người đi theo ngươi không đi cùng, lại để 12 tên kia, còn có, có mê dược thì cũng không nên cởi bỏ trói, trói cả đoạn đường thì bây giờ tốt bao nhiêu. Làm gì có chuyện tân nương tử bị trói? đây rất vô nhân đạo đó a xà nói hiện tại không có tân nương tử bái đường như thế nào đây thái hoàng thái hậu vốn nghĩ chờ lúc bái đường khung cảnh hoa lệ lúc này đi nơi nào mà tìm người bái đường đây nếu không tìm con gà mái bái đường trước sau đó ta đi tìm nàng trở về a xà đề nghị nói cút a xà một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa nhìn ai bảo người hổ nháo kỳ thật người có thể nói cho hạ thương mai và lão thất biết người ngoài không nói, người trong cuộc cũng không nói sao. Người chính là muốn chọc ghẹo bọn họ. Người nói như bị oan ức lắm, kế hoạch này là người nghĩ ra. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nói. Người quả thật là mộ dung khanh mang đi, từ sáng sớm hôm nay, hắn đã hạ lệnh tuần phòng trong thành để ý khi kiệu hoa xuất hiện, vùng ngoại ô thành cũng bố trí không ít cao thủ. Lúc kiệu hoa ở vùng ngoại thành, có một chiếc xe ngựa chạy thẳng qua, thiếu chút nữa là đụng vào kiệu hoa, khiến cho loạn một trận, người lúc đó bị mang đi. Có thể thần không biết quỷ không hay ở ngay trước mặt 12 vị tướng quân của Trần ra đem người đi, người này đương nhiên lai lịch không nhỏ. Mộ Dung Khanh nhịn không được khóe miệng cười lạnh, lão tổ tông ơi người muốn ta thành thân ta sẽ cực kỳ phối hợp, nếu đã thành thân thì phải tuân thủ hứa hẹn, người đem thương mai đến, như vậy hôn lễ này chính là hôn lễ ta cùng với thương mai. Mắt hắn thản nhiên nhìn về tầng lầu cao phía đối diện, bỗng nhiên nói kia không phải là Thái Hoàng Thái Hậu sao còn muốn trốn, nhưng trốn không được rồi. Mọi người đều đồng loạt nhìn qua đó, quả thực thấy hai cái bóng đứng ở đối diện, là Thái Hoàng Thái Hậu sao. Xa quá nhìn không rõ lắm. Nhưng mà kể có phải hay không thì theo lời nói của mộ dung khanh, bọn họ phải hành lễ. Cứ như thế mọi người quỳ xuống đen cả một vùng đất, tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu vạn phúc. À, A xà đẩy nhẹ bà, gọi người đấy. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh nhìn mộ dung khanh, hay cho tiểu tử nhà ngươi, đối nghịch với lão tổ tông của ngươi, nhìn lại lúc ngươi khóc đạo hạnh cao bao nhiêu. Lúc này, phượng giá của Hoàng Thái Hậu cũng tới rồi, bà ta là tới chúc mừng, lúc này đến càng thích hợp. Tôn công công xa xa nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu đi xuống thì vội vàng nói với Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đến đây, Thái Hậu nhanh xuống kiệu. Hoàng Thái Hậu giật mình một cái, lão nhân ra cũng đến đây. Ai nha, mau đỡ ai ra xuống. Quý thái phi vẫn còn ở Ninh Các của mình, bà ta là tính chờ có người đến mời thì mới đi ra ngoài chúc mừng, lúc bái thiên địa, bà ta làm mẫu thân nên dù thế nào cũng phải đi ra một chút. Hôm nay bà ta tính là cho hắn mặt mũi. A à Phúc vội vã chạy về, "Quý thái phi." "Vội vàng thế làm gì?" Quý thái phi nhíu mày, "Kiều Hoa đến rồi phải không? Đến thì đến đi, còn chưa tới giờ bái đường." A à Phúc thở hồn hển nói, "Kiều Hoa thì tới rồi, nhưng tân nương tử thì không thấy đâu." hơn nữa thái hoàng thái hậu đến đây quý thái phi đứng mạnh lên có chút hoảng sợ người đến đây đúng vậy ở ngay bên ngoài a à, phúc nói đáy mắt quý thái phi hiện lên tia kinh hoàng bà già này luôn không thích bà ta trước kia ở trong cung cứ nhằm vào bà ta bây giờ trở về có phải quý thái phi nhanh đi ra ngoài nghinh đón a à, phúc nói quý thái phi giơ tay đè một chút không người để ai ra ngẫm lại Hiện giờ bên ngoài nhiều khách mời, theo cách làm của Thái Hoàng Thái Hậu bà sẽ không lưu nửa phần tình cảm, nếu làm trò trước mặt nhiều khách mời như vậy mà nhằm vào mình, mặt mũi này cũng không có cách giữ. Hiện giờ tân nương tử không thấy, dù sao cũng không bái đường được, nàng không ra thì cũng không sao. Nghĩ đến đây bà ta nói với A Phúc nói, người đi ra ngoài ứng đối, nếu có người hỏi thì nói ai ra sáng sớm hôm nay dậy thì đau đầu rất nặng. A Phúc run sợ một chút, quý thái phi không đi ra sao nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đến đây. Người dựa theo lời ai ra nói đi làm là được, Quý Rất Phi nói. Vâng, A Phúc chỉ có thể đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghinh đón Thái Hoàng Thái Hậu vào trong, từ đầu bà luôn che một tấm lụa mỏng, một thân váy dài tơ lụa màu xanh, lộ ra vẻ vô cùng thanh thoát, tóc được búi cao, người không có một tí trang sức, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, khiến cho người ta liếc mắt một cái nhìn không tới đáy. Vị này chính là nhân vật truyền kỳ của Đại Châu, Long Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu dẫn người vào sảnh chính bái kiến, mặc dù vừa rồi ở ngoài cửa quỳ một lần, nhưng không coi là chính thức chào. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, đều đứng lên đi. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người đứng dậy, đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn bà. Lương Thái Phó hôm nay cũng đến đây, bản thân hắn cũng không muốn tới, nhưng là ngày đó hắn cũng ở đó còn phản đối ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, miễn cưỡng mình đến. Trái lại thái tử và hoàng hậu không tới. Chương 299, tân nương trong vũng bùn. Tất cả mọi người đều đợi hoàng thái hậu giáo huấn, nhưng thái hoàng thái hậu rõ ràng là không có gì để nói, chẳng qua là chỉ bắt chuyện với Mộ Dung Khanh đang ở bên cạnh mình. Hôm nay là ngày tiểu thất thành thân, đây chính là ngày đại hỷ đó. Bà ta nói một cách thản nhiên. Mộ Dung Khanh nở một nụ cười, đúng vậy, lão tổ tông, hôm nay đúng thật là một ngày vui nhưng không biết vị nương tử do lão tổ tông chỉ định cho ta, đã đi đâu rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ánh mắt kiêu ngạo của hắn, vẫy vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Vẻ mặt của mộ dung khanh thay đổi liên tục, đầu tiên là hắn nghi ngờ, tiếp theo là sửng sốt, sau đó là tức giận đáng chết. Hắn hét lớn lên một tiếng, tiêu kiêu, tiêu thác, tô thanh, đi cùng bổn vương mau. Ba người nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy hắn bước đi suốt ruột, Họ cũng vội vàng đi theo ngay. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng cô cô A-sa lại nói, chư vị khách quan, trước hết mời chư vị ngồi xuống uống chén rượu. Vương gia đang bận đi tìm tân nương của mình. Lễ bái đường sẽ bị trì hoãn một chút, nhưng sẽ không làm chậm chế buổi tiệc vui của tối nay. Hoàng Thái Hậu đã ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, Lão Tổ Tông, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói, còn non lắm. Hoàng Thái Hậu do dự một chút cũng không dám nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bà. Mộ Dung Khanh vội vàng chạy tới chuồng ngựa, dắt một con ngựa rồi phóng vụt đi, tiêu kiêu cùng những người khác đi theo hỏi, vương ra, có chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, tân nương chính là hạ thương mai. Cái gì, vậy tân nương đâu, tiêu thác sửng sốt. Bồn vương bảo người bắt đi rồi, ta chỉ nghĩ muốn dạy cho nàng một bài học, ai ngờ. Vẻ mặt mộ dung khanh tái xanh, hắn vốn là muốn tuyên chiến với thái hoàng thái hậu ai ngờ tân nương lại là hạ thương mai đây là chuyện xấu vậy vương ra cho người ta bị bắt đi đâu tiêu thác ngạc nhiên hỏi mộ dung khanh quay ngựa nghĩ đến vẻ mặt tức giận của hạ thương mai cảm thấy buồn bực còn nhớ cái bẫy thú mà chúng ta từng cài trên ngọn đồi gần căn phòng nhỏ ngoài thành không vương ra ném nàng vào hà tiêu thác thét lên sao người có thể đối xử với thương mai nhà ta như thế này thương mai của ngươi nàng ta thuộc về nhà người khi nào? Tô Thanh nhướng mày. Không, không phải ném vào. Mộ Dung Khanh lau một chút mồ hôi và nói. Vậy là được rồi, tiêu thác cảm thấy an lòng. Chỉ là ném vào trong vũng lầy bên cạnh bẫy thú. Vương gia của tôi ơi, cỏ cây, vũng lầy đó chứa đầy phân thú dữ. Tiêu thác gào thét chấn động trời đất. Ta biết, ta biết, người còn không mau nhanh lên sao. Mộ Dung Khanh vùng roi cùng ngựa chạy ra khỏi thành. Ba người đuổi theo, đặc biệt là Tô Thanh, vội vàng chạy tới bên người Tiêu Thác, thương mai của nhà ngươi. Tiêu Thác rút roi ra, "Ngươi hãy trưởng thành lên một chút đi." "Ai còn chưa trưởng thành chứ?" Tô Thanh chán nản nói. "Đại tiểu thư phủ thừa tướng đáng thương, từ lúc bị ném vào vùng bùn, cô đã tỉnh lại rồi, tỉnh lại trong vũng bùn." Bốn phía bốc lên những mùi hôi thối nồng nặc, xộc vào mũi khiến cô không ít lần nôn mửa. Thậm chí cá nướng đã ăn ngày hôm qua xương cá nghẹn ngay cổ cũng đều ói hết ra rồi. Còn chưa tính đến, có một người đàn ông mặc đồ đen ở trên cây, luôn dùng cành cây chọc vào đầu cô và muốn động vào mũ phượng của cô, cô nôn ngửa cả người không còn sức, lại không thể bò lên, lúc này chỉ muốn gào khóc lên. Hai tên già kia, tâm địa quá độc, thà để cô gả cho tên ngốc kia cho rồi. Trong lúc tuyệt vọng, khi nhìn thấy một con ngựa trắng từ trong rừng chạy ra, cô bật khóc ngay tại chỗ, mộ dung khanh, người rốt cuộc cũng tới rồi. Thương Mai vô cùng tủi thân, vì bị mắc kẹt trên hòn đảo nơi chim chóc không thèm ỉa này. Hàng ngày làm nô lệ, phục vụ Asa, cô Asa và mãng xà, đánh cá nướng cá đôi lúc còn bị dậy dỗ. Bị buộc phải thành thân với một gã khờ khạo, còn bị ném vào vũng lầy thối này. Vì vậy, khi nhìn thấy mộ dung khanh, cảm thấy như đã xa cách một đời, mũi chua xót, cố nén hai hàng nước mắt lại thành tiếng khóc to uất ức người mặc đồ đen trên ngọn cây nhìn thấy hắn xuất hiện thì có chút kinh ngạc rồi biến mất mộ dung khanh thở phào nhẹ nhõm tức giận nói là ai đã bắt nàng đến đây tô thanh mau đuổi theo hắn dùng một tay kéo thương mai lên hỷ phục xinh đẹp đó đã dính đầy bùn màu đen và màu vàng cô tiện tay phủi càng khóc lớn hơn cô phủi ra một con chuột chết sau khi sinh ly tử biệt gặp lại nhau đáng ra phải ôm đầu khóc lóc thương mai liều mạng ôm mộ dung khanh mộ dung khanh ôm cô vào lòng tâm tình lên xuống mới ổn định một chút. Trước khi bắt đầu ngàn vạn lời nói, Tiêu Kiêu đã thở ơ nói, A à, Khanh, hỷ phục của người là đồ của lễ thân vương. Mộ Dung Khanh một tay đẩy thương mai ra, bộ đồ lấm lem bùn đất, trên trán chảy ra một hàng vạch đen, trong đầu tự động hiện lên khuôn mặt đen của lão Tam. Thương mai lau bùn trên mặt, nhưng bùn trên mờ u bàn tay càng làm cho khuôn mặt cô thêm bẩn, trong mắt của cô lửa cháy hừng hực, hỷ phục. Người chuẩn bị thành thân sao? Tiêu Thác nói, đúng vậy, hôm nay, vương gia sẽ thành thân. Thương Mai kêu lên một tiếng, bất bình trong lòng biến thành tức giận, cô nhào tới mộ dung khanh, nghiến răng nghiến lợi nói, bà đây bị người ta bắt đi, suýt chút nữa đã chết. Thế nhưng, người lại muốn thành thân sao? Người lại muốn, thành thân. Mộ dung khanh thấy cô đột nhiên phát điên, trong tiềm thức vươn tay muốn đẩy cô, Thương Mai lại rơi vào vũng lầy. Lần này, mặt trực tiếp áp xuống. Tiêu Thác hả hê nói, lần này đặc sắc rồi đây. Tô Thành có ý muốn chạy trốn, vụ này thật đặc sắc mà. Thương Mai chậm rãi đứng lên, mặt dính đầy bùn, cô cạo một chút, lộ ra cả hai mắt, trong miệng phun ra bùn bẩn, vươn tay nhìn mộ dung khanh kéo ta lên với. Mộ dung khanh đâu muốn đẩy cô vào vũng lầy, đang sợ cô nổi giận, thấy cô đột nhiên mềm lòng, hắn đưa tay ra nói, bổn vương không phải cố ý, thương mai mỉm cười dứt khoát và dùng hết sức lực để kéo hắn xuống vũng lầy trong vương phủ quan khách đã ngồi chờ nhưng đợi một lúc lâu không thấy mộ dung khanh và tân nương trở lại cũng không dám hỏi hoàng thái hậu lão nhân ra bình tĩnh uống một chút rượu mùi gì vậy thật là hôi thối có người ngửi được mùi chua không khỏi cảm thán hôi thật đấy có chuột chết ở đây à mau tìm người dọn đi hôi chết mất nơi phát ra mùi hôi xuất hiện ở cửa hai người chân lấm tay bùn bước vào hai người đều cúi đầu không nhìn thấy rõ mặt nếu không phải anh em tiêu Thác và tô thanh đi ở phía sau và họ nhìn thấy bộ dáng có chút giống mộ dung khanh ai cũng sẽ không tin người bốc mùi là mộ dung khanh lễ thân vương nhảy dựng lên cái đồ đáng chém ngàn đao lễ phục của bổn vương đó cầm ly rượu trong tay a man lạnh nhạt nói lễ phục của vương ra là chỉ người muốn cưới lại nữa đang nói lễ phục là lễ phục lễ thân vương tức giận ngồi xuống an ủi, không cần nữa, dù sao ta cũng đã tặng y phục cưới này, cả đời mặc một lần đi. A Man cười chế nhạo, có người còn mặc vài lần cơ, vương gia cũng muốn làm theo sao? Có nhiều người như vậy, nể mặc một chút đi nào, lễ thân vương thấp giọng nói. A Man khịt mũi và đứng dậy nói, ta đi nhìn chị em dâu của ta. Chương 300 cuối cùng cũng thành thân. Sau khi Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai đi vào để tắm rửa, tất cả mọi người đã bị sốc khi thấy tân nương hóa ra chính là Hạ Thương Mai. Bỏ qua mọi phán đoán và bàn tán, điều quan trọng nhất bây giờ là hôn lễ có nên được tiếp tục hay không? Nếu vậy, lấy hỷ phục ở đâu đây? Trong đám người, một giọng nói yếu ớt vang lên, lúc trước, không phải Đại Tiểu Thư và Lương Vương đã từng kết hôn một lần rồi hay sao? Hỷ phục vẫn còn ở đó, sao lại không chứ? Khi mọi người nhìn lại, chính Trần Loan Loan đã nói những lời này thấy mình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng ta cho rằng mình đã sai, vội xua tay, ta chỉ là đưa ra một lời đề nghị, mọi người có thể không để ý cũng không sao cả. Thái Hoàng Thái Hậu nói, cứ quyết định như vậy đi. Tuy nhiên, có một vấn đề khác nữa là, hỷ phục của Lương Vương thì vẫn tốt, nhưng bộ hỷ phục của Hạ Thương Mai thực sự đã bị hư hại rồi. Bộ hỷ phục này một lần nữa cho thấy sự khốn khổ ngày trước của nàng, Thương Mai không ngờ rằng nàng vẫn phải mặc bộ hỷ phục này để thành thân nàng không vui cho lắm, Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy kháng nghị của nàng nói, nếu ngươi không muốn mặc bộ hỷ phục này, không bằng chúng ta hãy đổi ngày khác, ai ra sẽ hạ chỉ cho người may một bộ hỷ phục mới cho ngươi. Nó sẽ được thực hiện một cách gấp gáp và sẽ hoàn thành trong vòng từ 3 đến 5 tháng. Nghe vậy, thương mai ôm bộ hỷ phục đã thủng trong tay, cảm động nói, may hỷ phục một cách gấp gáp như vậy thì sẽ hao phí rất nhiều ngân lượng. Sự xa hoa và lãng phí như vậy sau này có thể bị người sau trách móc, dù sao thì cái này cũng sẵn có mời tú nương lập tức may vá một chút đừng để lộ ra thịt là được đã bị rách như vậy rồi sợ là sẽ bị lộ đấy à, a xà cô cô ân cần nhắc nhở thương mai thở phào nhẹ nhõm điểm xương cũng không sao phải đợi từ 3 đến 5 tháng nàng tha khỏa thân kết hôn lễ thành thân này thật là khó khăn à, a xà lắc đầu mặt không chút thay đổi nói hạ thương mai người thật là một người hiểu chuyện thương mai tiếp tục nuốt nước bọt khuôn mặt tươi cười nhếch lên và nói, chỉ là tiết kiệm một chút thôi mà, chúng ta hãy làm gương. Sau khi cô trở về mới biết được thân phận của hai người này, chuyện này chắc chắn có người bày mưu tính kế, đúng thật là tâm phục khẩu phục, nhưng mà, trong lòng của cô vẫn rất hận, may là, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cô không cần vội vàng. Vừa quay đầu lại, cô nghe thấy A Sa Cô Cô và Thái Hoàng Thái Hậu nói, ngươi là sợ mình không thể thành thân sao. Sau đó, cô tiếp tục hít một hơi thật sâu, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, người đã già rồi, nhất định phải chết trước ta. Lễ thành thân xảy ra sự cố đã bị truyền ra ngoài. Lương Vương, An Thân Vương, Mộ Dung Tráng Tráng và còn có Đan Thanh huyện chúa, những người trước đây chưa từng xuất hiện thì hôm nay đều có mặt. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thấy Tiêu Kiêu, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của một người khác, cũng không thấy được, nàng ta mới thở dài nhẹ nhõm. Lương Vương đứng bên cạnh nàng ta, nói đừng lo lắng hắn ta chưa từng đưa nàng ta đi ra ngoài mộ dung tráng tráng quay đầu lại giống như không nghe thấy gì dựa theo quy củ hạ thương mai trước tiên phải về phủ sau đó ở trong phủ chờ đến khi xuất giá nhưng thái hoàng thái hậu nói không cần phải phiền phức như vậy tìm một gian phòng trong cung này sửa soạn lại trang phục đầu tóc sau đó phu quân có thể tới phòng này rước nương tử nội điện tổng quản hỏi thái hoàng thái hậu giờ lành để bái đường thành thân đã quá có nên chọn một ngày khác không? Thái Hoàng Thái Hậu nói, không cần đến việc này, đối với việc tốt như thế này, giờ nào cũng là giờ lành cả. Trong hiên phòng, Lương Thị, Hồ Hạnh Nhi, Tráng Tráng, Nhu Sao, Liên Thúy Ngữ, Aman, Loan Loan, tại đây một đoàn nữ quyến chen chúc nhau trong hiên phòng, hỏi Thương Mai về những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Thương Mai nói đại khái một chút, tất cả mọi người kinh ngạc, hóa ra là Thái Hoàng Thái Hậu cứu ngươi mọi người đều nói là giải cứu, mà không nói bao vây. Ai dám, tinh khí của người đó là thứ bạo lực đầu tiên trong thời đại chu. Khi Thương Mai vừa mới trở về, cô cũng đã biết về căn bệnh cương thi từ tiêu thác, tô thanh, và cũng biết về sự tình ở trong phủ. Cô nhìn Liên Thúy Ngữ, nhẹ giọng nói, lần này, mẫu thân là hoàn toàn tự do. Liên Thúy Ngữ trong lòng rất hỗn loạn, bà ta rất luyến tiếc khi Thương Mai đi xuất giá, nhưng cũng yên lòng khi biết rằng đây chính là nơi để cô có thể dựa dẫm, mặc dù vương gia có tính tình không tốt, nhưng hắn ta là một người có nhân phẩm không tệ. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, thương mai, mẫu thân chỉ muốn chúc phúc cho con. Trước khi liên thúy ngữ đi tới, trên trán của bà ta phủ một lớp son phấn dày đặc, được che phủ bởi tóc, thương mai không nhìn thấy vết thương của bà, nhưng sau khi cô chạm vào và ôm, cô đã phát hiện ra vết thương trên đầu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thương Mai kinh ngạc hỏi. Tiêu Thác không nói với cô rằng Liên Thúy Ngữ đã bị đánh đập thẩm tệ, nên cô không hề biết chuyện gì cả. Trần Loan Loan nói thẳng, thương mai, tỷ không biết, sau khi tỷ mất tích, hạ thừa tướng đã đánh mẫu thân của tỷ và suýt chết. Mọi người ở trong kinh thành đều biết chuyện này. Thương mai hai mắt đầy lạnh như băng, cô đưa tay nâng chán của Liên Thúy Ngữ lên, nhìn thấy những vết thương xấu xí bị nước sôi làm bỏng, nhẹ giọng nói, lão phu nhân đã chết, may mắn, hạ thừa tướng vẫn còn sống. Trần Loan Loan nói thương Mai, tỷ còn nói may mắn ông ta còn sống sao? Đáng lẽ ông ta phải cùng lão phu nhân chết trong khu dịch bệnh kia mới phải. Ngoại trừ nhu Dao và Loan Loan nghe không hiểu được ý của Thương Mai, còn lại những người có mặt ở đây đều hiểu ra được câu nói của Thương Mai. Hồ Hạnh Nhi thản nhiên nói, đúng vậy, còn sống là tốt rồi, còn sống thì có thể báo thù. Thương Mai ngẩng đầu nhìn Hồ Hạnh Nhi, cô luôn cảm thấy Hồ Hạnh Nhi là người rất hiểu chuyện. Trong mắt nàng ta dường như đã trải qua một sự sinh tử đau thương. Thấy bầu không khí hơi nặng nề, Lương Thị Nhân tiện nói, "Được rồi, không bàn đến vấn đề này nữa, tránh để Thương Mai nghĩ đến những chuyện không vui. Hôm nay là một ngày tốt tháng lành, hãy để cho nàng ấy có thể vui vẻ." Mọi người cũng cười và lùi lại để mọi người được trang điểm. Tú nương tay nghề rất tốt, tu sửa thì hầu như không thấy, ngoại trừ vết roi từ lưng xuống đùi. Tú Nương dù đã dùng hết tay nghề lão luyện của mình nhưng dường như vẫn nhìn thấy dấu của vết khâu. Tuy nhiên, mọi khuyết điểm đều có thể được tha thứ, suy cho cùng, đúng người là được rồi. Mộ Dung Khanh kéo Tiêu Kiêu và những người khác vào một căn phòng khác và nghiêm khắc cảnh cáo, bổn vương đã sai người đi bắt Hạ Thương Mai, các ngươi không được nói chuyện này với Hạ Thương Mai. Giấy sẽ không bọc được lửa, Tiêu Thác nhắc nhở. Nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, ba người các ngươi sẽ vào cung rửa bô trong một tháng. Mộ Dung Khanh uy hiếp. Mọi người đều im lặng. Trước lễ thành thân, có một đoạn tin tức nhỏ của Thương Mai vẫn còn sống bị lan truyền ra ngoài, bệnh nhân cương thi cùng gia đình đến quỷ lại hạ Thương Mai bên ngoài vương phủ. Thương Mai mặc hỷ phục đi ra ngoài, ở trong đám đông, nàng đẹp như một tiên nữ. Có người đã thở dài, vài tháng trước, hạ Thương Mai đã mặc bộ hỷ phục này, cô đã bị phỉ báng trước cửa nhà vương phủ và bị ép thành thân, điều này đã trở thành trò cười và sự xấu hổ ở kinh thành, Vài tháng sau, cũng là cùng với bộ hỷ phục này, cô đứng ở cửa cung, phản kích thành công, trở thành nhiếp chính vương phi. Đúng là, thời thế luôn thay đổi mà. Hạ thương mai không cần ánh hào quang của vương phủ để hoàn thành cuộc phản công cuộc đời của chính mình. Trước khi hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa lấy ra sợi dây sẹo và nói, người đã kết hôn, ai ra cũng không có quả gì tốt. Dù sao, Hàn Sơn lạnh lẽo như thế này, cũng không có vật gì tốt, vậy ta sẽ tặng cho ngươi sợi dây sẹo sợi dây sẹo này người hãy trân trọng nó những người thiếu niên đã bị sốc khi thấy thái hoàng thái hậu lấy ra sợi dây sẹo này để trao cho thương mai làm lễ vật thành thân chỉ có lương thái phó và một số cận thần cũng là vẻ mặt nghiêm nghị sợi dây sẹo này rất nổi tiếng hồi đó nó được buộc vào tay huệ đế khi đó huệ đế còn nhỏ thiếu hiểu biết bị thái hậu trói bằng dây thẹo nên quỳ xuống chiều xin thề trước ghế rồng từ đó Huệ đế trở nên nhạy cảm hơn, coi sợi dây trói mình này như một vật thiêng, và cho rằng sợi dây này có thể trói vua và trói các quan tham lam. Đang chuẩn bị hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi Cung Phi đang đau đầu tuyên bố. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 20